trọng của mình. Vậy bữa nay quý thầy cô học cái bài giáo lý nghiệp này là cần phải gì? Cần phải nhìn sâu sắc như vậy, cần phải nhìn một cách gọi là cơ bản như vậy mới thấy được giá trị của cái giáo lý nghiệp. Một cái giáo lý nghiệp của đạo Phật làm thay đổi, giáo lý nghiệp là cái giáo lý mà gọi là nó làm thay đổi con người. Cái giáo lý nghiệp này là quý thầy cô biết là không có gọi là đánh giá người nào là người bỏ đi hay người nào là người gọi là xuất sắc, mà công nhận các pháp một cách vô tư. Bây giờ chúng ta nghỉ 15 phút, sau đó chúng ta sẽ học tiếp 2 tiết sau. Cảm ơn quý thầy cô. Một trong những cái cuốn kinh được ghi lại câu chuyện trước giữa đức vua Di Lăng Đà Milanda và là Nagasena là ngài Na Tiên. Và trong này là đề cập đến cái lý do, 7 lý do người ta đi xuất gia. Bây giờ tôi nói về quý thầy cô, biết tôi đọc thì tôi cũng nghe, thì cái cô ngẫm nghĩ, suy nghĩ và xem thử chúng ta thuộc bài nào và chúng ta cần phải thay đổi như thế nào. Sau đại vương cứu cảnh Sa Môn thì như thế, nhưng trong hàng tăng lực có 7 người xuất gia vì lý do khác nhau. Loại thứ nhất, có người xuất gia vì muốn trốn lục vua phép nước, là sợ là gì? Nghĩa vụ cung sự phải làm những cái việc mà nhà nước bắt buộc, là loại thứ nhất. Loại thứ hai là có người xuất gia để được thân cận với giới quyền quý cao sang, đây là đồng đạo lắm. Thân cần xuất gia để được thân cần với giới quyền quý cao xa. Cái loại thứ ba cũng không phải là ít, đó là có người xuất gia là mong muốn được quyền hành trong một ngôi chùa hay lãnh đạo tăng lữ chúng đồ chúng. Đây là mục tiêu thứ ba, đây là cái loại xuất gia thứ ba. Loại thứ tư là có người xuất gia vì thất nghiệp, muốn miếng cơm manh áo. Đây là những người mà tác ý xuất gia đấy, mà định nghiệp cho chúng tăng, cho tự tâm. Cái loại thứ năm là những người xuất gia vì cố thể cố thân, trốn kệ thù nghịch. Đây là loại thứ năm. Loại thứ sáu là xuất gia là vì mang nợ mà đi trốn nợ. Bây giờ cũng nhiều lắm, nhiều anh trốn nợ đi. Cái loại thứ bảy là cái loại quan trọng nhất, có người xuất gia vì muốn, vì sợ xuân sinh tử luân hồi, muốn giải thoát khổ đau phiền não. Đó là 7 cái loại xuất gia. Và chúng ta mà thân cận 6 cái loại xuất gia kia, mà hoặc là chúng ta là những người xuất gia của 6 loại trên, thì thật là nguy hiểm và biết rằng là sai được. Như vậy là chúng tôi đã nói xong cái ý nghĩa của cái nghiệp thứ, nghiệp quả, gọi là gì? Các loại nghiệp theo nghiệp quả. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái nghiệp quả có tương ứng với nghiệp nhân không? Đây là trong kinh tương ứng bộ. Và cái phân biệt cần biệt ở đây là gì? Thứ nhất, Đức Phật dạy nếu nói một người làm việc như thế nào, thì người ấy cảm thọ như vậy, như vậy. Một người mà làm việc như thế nào mà chắc chắn cảm thọ như vậy, thì cái này không phải là nghiệp của Phật giáo. Thứ nhất, làm việc là phải tác ý, chứ không phải là làm việc không không. Cho nên ở đây, thiếu chữ tác ý. Thứ hai, khi làm việc có tác ý, chưa chắc đã hưởng thọ quả báo như vậy. Do vậy cho nên khi một quý thầy cô nghe nói một người mà làm một việc gì đó mà chắc chắn hưởng thọ như vậy, thì cái này là không phải Phật giáo. Vì như vậy sự tu tập sẽ vô ích, không có giải thoát giác. Bởi vì khi làm một việc ác rồi là dứt phạt phải thọ nhận việc ác, thì đi tu để làm gì? Sửa thái gì được? Cho nên đây là cái điều không phải Phật giáo. Cho nên quý thầy cô này nghe gieo nhân nào thì gặt quả đó, nó chỉ đúng 50%, còn 50% không đúng trong hoàn cảnh. Cái đạo Phật, cái giáo lý mà nghiệp của đạo Phật là nó như thế. Chứ đừng có máy móc mà nghe mấy ông Tàu, mấy ông Nho học mà nói là
dục tri tiền thể nhân kim thân thọ dạ thì là cứ bảo Phật dạy không đúng. Khi đưa vào chỗ này là cứ thế có việc là nó không đúng với Phật dạy. Một người làm việc như thế nào chắc chắn nó cảm thọ như thế đó, như vậy không phải là Phật giác. Vì nếu chắc chắn như vậy thì không có vấn đề giải thoát giác ngộ, không có tu tập, không có thay đổi. Và thứ hai, một người làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, như thế nào, tức là một người làm việc mà với tác ý được muốn như vậy thì người ấy cảm thọ quả báo gì thuộc của nghiệp đó. Đây là quan điểm của đạo Phật, đây là có tu tập, có giải thoát. Ví dụ như một người làm một cái việc có tác ý là muốn thay đổi những cái kết quả quá khứ, là muốn là tu tập giải thoát, thì người ấy sẽ nhận những cái quả báo tương ứng với cái tác ý của mình, ước muốn của mình. Cái đó mới là đạo Phật. Đây là quan niệm của Phật giáo, có sự tu tập và giải thoát. Cho nên quý thầy cô biết là tu tập là phải có tác ý, và luôn luôn tác ý, và tác ý này luôn luôn nó đi hàng đầu. Vì vậy trong kinh Phật cũ, hai câu đầu tiên Đức Phật dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạc. Nếu nói hai hành động với tâm ý, với tâm ý nhé, ô nhiễm hay với tâm ý thanh tịnh, thì khổ não sẽ theo ta, hoặc là hạnh phúc sẽ theo ta. Như vậy cái hai câu này của thầy cô nhớ rằng là để giải quyết các vấn đề, không phải việc nào làm cũng chắc chắn sẵn như thế với tâm ý. Và đó là cái sự phân biệt quan trọng của nghiệp quả sẽ gắn nếu như có một cái nghiệp nhân tương ứng hoặc là không tương ứng. Ở đây trong kinh, cùng trong kinh Tăng Chi, phẩm gọi là gì, phẩm học đó. Có người làm một việc ác nhỏ, nghiệp ấy nó đưa vào địa ngục, phải không quý thầy cô? Có người làm một việc ác nhỏ thôi mà nghiệp ấy, người cái việc làm của nghiệp ấy là có thể đưa họ đi vào địa ngục. Cái lý do đơn giản, một nghiệp nhỏ, một việc ác nhỏ mà đưa vào địa ngục, bởi vì người ấy không có tu tập thân, không có tu tập tâm, không có tu tập định. Và cái quan trọng nhất là cái tâm của người ấy là hèn hàng hẹp, ích kỷ, nó nhỏ nhoi, nó chấp ngã. Cho nên dù làm một việc nhỏ mà tâm hàng hẹp, kỳ nhỏ nhoi và không có tu tập thì cái nghiệp đó có thể đưa họ vào địa ngục. Nhưng có người làm một nghiệp nhỏ như vậy, nghiệp ác như vậy, có thể đưa đến cái cảm thọ ngay trong hiện tại, nhưng không hề đưa đến cái ảnh hưởng gì đến mai sau. Có thể có đưa đến những cái cảm thọ trong hiện tại. Ví dụ như tôi có thể là mình có thể nói rằng là có những người có những cái dự báo trong quá khứ, nó trong hiện tại có thể có những cái tai tiếng, có những thế này cả, nhưng mà chắc chắn tương lai là không hề có. Bởi vì sao? Bởi vì người ấy luôn luôn thân tu tập, tâm tu tập, giới tu tập, định tu tập, tâm đại bi, đại lượng, đại từ. Vậy cái chỗ này khác nhau là cùng làm một việc khác giống nhau, nhưng mà người thì chắc chắn đi vào địa ngục, người thì chỉ có cảm thọ nhẹ nhàng trong hiện tại, hoặc có thể có cứ đến cảm giác là khổ đau trong hiện tại, nhưng mà không hề ảnh hưởng đời sau. Lý do đơn giản khác nhau là gì? Người có tu và người không tu, người tâm rộng lượng và người tâm nhỏ nhoi, người tâm với ích kỷ với là chấp ngã, còn người từ bi hỷ xả. Cho như vậy, cho nên quý thầy cô nhớ cái giáo lý nghiệp cần phải được cái là hiểu trên cái nền tảng của kinh điển. Đây là kinh tạng Bản Lịch, và cái bộ kinh này quý thầy cô biết là bây giờ là nó được xem là nền tảng của Phật giáo thế giới. Riêng tại Việt Nam, cái kinh tạng Bali mà chúng ta gọi là đại tạng này á, mà theo tôi biết á, là quý thầy cô biết là in cả gần cả hàng triệu của các triều cuốn, và tiếp tục đăng in và là đang ảnh hưởng. Cho nên cái bộ kinh này á, phải nói là căn bản, và quý thầy cô cố gắng có cái bộ kinh này để hàng ngày đọc một vài trang sẽ cảm thấy an lạc ngay, cảm thấy được tu ngay. Kinh ấy là cái kinh Nikaya, tức là kinh được Đức Trưởng Lão là Cố Trưởng Lão, viện trưởng sáng lập của trường chúng ta là Đức Trưởng Lão Minh Châu, ngài đã dịch ra
đó là trung bộ, trường bộ, tăng chi, tương ứng và tiểu bộ. Và có thêm bốn cái bộ mà tương ứng của bên tiếng là Sanskrit, đó là gì? Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Đây là những cái kinh mà là nền tảng của là triết học của Phật dạy. Không ai dám nói một câu trong này rằng là không được. Cho nên tôi mà giảng dạy những cái giáo lý căn bản này là quý thầy có việc tôi phải trích từ cái kinh này, và tôi khuyến khích quý thầy cô phải có bộ kinh này. Và cái điều mà tôi rất là hoan hỷ là cái khóa triết khóa 13 của chúng tôi sau khi ra trường thì qua thời gian 2 năm tôi làm khóa trưởng, tôi đã vận động được để làm một cái quà ra trường cho tất cả 45 sinh viên, là mỗi người có một bộ đại tràng kinh này đem về làm gọi là tài sản cho mình, mỗi vị có một bộ. Cho nên ra trường là bằng cấp chưa thấy, cho cái bộ kinh này đó là cái tài sản lớn. Nhưng mà quý thầy cô phải có bộ kinh nền tảng này. Bây giờ ta trở lại vấn đề này là Đức Phật dạy trong kinh Tăng Ân Phẩm Học Mối vì lý do gì mà một người làm việc ác mà là có thể đọa địa ngục, một người làm việc ác mà chỉ có thảm cho một chút trong hiện tại, thì Đức Phật dạy bằng kinh Hạt Mối. Phẩm Học Mối thứ nhất, cái hàng thứ nhất là một nắm muối bỏ vào trong một cái chén nước hay một tô nước thì cái tô nước trở nên mặn, chén nước trở nên mặn. Cũng vậy, phạm một cái tội mà đọa địa ngục nó giống như là gì, là một cái nắm muối bỏ vào trong một tô nước. Bởi cùng nắm muối mà quý vị nắm đó, cái loại thứ hai cùng cái nắm muối đó mà chúng ta nếu như chúng ta bỏ vào trong sông Sài Gòn, bỏ sông Đồng Nai thì nó chỉ có tác động một chút khi bỏ xuống, sau đó là tan biến. Cái này là gì? Cái này câu thứ nhất là gì? Đưa vào địa ngục là trở nên mặn chè. Câu thứ hai là gì? Câu thứ hai là có thể đưa cảm thọ ngay trong một chút, cảm thọ trong hiện tại là gì? Khi bỏ xuống nước thì nó có thể tác động một chút ngay lúc đó, nhưng sau đó tan biến, cũng ảnh hưởng gì tương lai. Do vậy Đức Phật dùng hai cái ví dụ hạt muối, nắm muối bỏ trong chén nước, tô nước, nắm muối đặt trong hạt. Và ở đây Đức Phật là ví dụ cho một cái loại thứ hai. Một cái loại thứ hai Đức Phật ví dụ. Có một người tu tội chỉ ăn cắp hay một nợ nâng một số tiền nhỏ, vì nghèo khổ người ấy phàm tội ấy, nhưng là đi vào tu tội. Một người mà quý thầy có biết cái dân nghèo này, cái dân đói, dân hèn này, cái dân mà gọi là không có thể lực thì chỉ cần phạm một cái tội nhỏ bỏ tù liền. Còn có ông cháu cha phạm tội đủ thứ, to tả cỡ nào cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, có thế lực giàu có. Bởi vì sao? Hai cái này là được ví cho cái gì? Cái tâm tu và tâm không tu. Vì thế cô thấy cái giáo lý của nhà Phật, cái giáo lý nghiệp của Phật nó khác với cách mà cái giáo lý của các cái tôn giáo, ngay cả luật pháp mà ta cũng khác mình. Và cái nền tảng của giáo lý của đạo Phật này mới mở ra một cái hệ thống giáo dục chuyển hóa được con người xấu thành người tốt. Nếu mà nghiệp nhất định phải như thế thì giáo dục để làm gì? Hôm qua anh đã xấu mà anh không anh thay đổi được thì anh làm gì? Anh tu làm gì? Cho nên cái giáo lý nghiệp này nó mở ra một cái đường hướng giáo dục gọi là nhân văn. Nhân văn nó chấp nhận mọi cái con người và chấp nhận một cái gọi là gì, ai cũng có thể là thành Phật. Làm đạo Phật không có nói vu vơ, nói chuyện là tất cả thành Phật, là nói cách gọi là nói cho có phải không? Cái này qua cái giáo lý nghiệp nó tôi biết. Như vậy cái điều ở đây chúng ta cần phân biệt là nghiệp quả. Và trong này có một cái điều quý thầy cô có thể là thắc mắc. Quý thầy cô về giờ kinh Trung Bộ 3, kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Tiểu Nghiệp Phân Biệt Trung Bộ 3. Và Tiểu Nghiệp Phân Biệt này có cái đặc biệt là gì? Là liệt kê ra một cái bảng giống như là một cái bộ luật hình sự của nước vậy đó. Ông này đưa ra những cái điều, thí dụ như làm việc gì thì sẽ có bị kết quả phạm tội đó. Làm bây giờ trong này có rất nhiều, tôi chỉ có trích một vài cái loại. Nếu quý thầy cô về đọc cái kinh này, quý thầy cô sẽ thấy rằng là cái Đức Phật này rất ư là khoa học tại cái thời đó. Đây là cái quý thầy cô biết, đây là nguyên tắc chung. Cái kinh này là đưa ra những cái điều lệ chung, nhưng mà cách để mà giải quyết nó là cần phải có cụ thể, chúng tôi sẽ nói.
trong cái nghiệp và nghiệp quả tương ứng trong kinh tiểu bộ, ở trong kinh trung bộ tiểu nghiệp phân biệt, thì Đức Phật đưa ra một cái danh sách các tội như thế nào thì sẽ có quả báo như thế đó. Và tôi nói lại cho tôi quý thầy cô là chấp là vì sao Đức Phật dạy như vậy thế này mà lại dạy như vậy thế khác. Đây là một cái nguyên tắc chung, nhưng cái kết quả của nó chúng ta phải trở ngược lại cái hai cái trên tùy theo cái tâm thức nữa. Đó, Phật. Và tôi sẽ đi vào trong luật pháp của nhà nước để quý thầy cô biết. Thì nghiệp và nghiệp tương ưng trong cái kinh trung bộ tiểu nghiệp: sát sanh, tàn nhẫn, tay đẫm máu, không có từ tâm, chết sinh vào địa ngục, tái sinh thì vào cõi người, chết yểu đoạn mạng. Như vậy ở đây cái vấn đề thứ nhất ở đây là chúng ta thấy rằng là gì? Sát sanh, tàn nhẫn, đẫm máu, không có từ tâm thì chết là đi vào địa ngục, không nói được. Nhưng mà sinh vào trong cõi đời này là chết yểu, chết quan, đoạn mạng. Vậy những mình có thể lý giải cho một cái chuyện, đấy là lý giải chúng thế nghe, chứ không phải nói tất cả đều như vậy. Tôi không nói tất cả đều như vậy. Đây là lý giải cho nguyên tắc chung. Một người mà tàn nhẫn, tay đẫm máu thì thường sinh vào trong cõi đời này những người chết yểu, chết quan, đoạn mạng. Có thể đó là gì? Cho nên mình nhìn cái đó mình có thể giải quyết được một phần các cái vấn đề tại sao trẻ một chết quan chết uống. Bởi vì sao? Bởi vì cái nghiệp quả quá khứ được tác động ngay trong đời sống. Đó là cái loại thứ nhất. Cái nghiệp và nghiệp tương thứ hai Đức Phật dạy có những người nào, xin lỗi, những người cái loại mà ngược lại là không sát sanh, có từ tâm à, là gì? Là luôn luôn là làm việc thiện thì người ấy chết là lên cõi trời. Cho nên thập thiện nghiệp lên cõi trời đấy. Nhưng mà sống trong cuộc đời này là người ấy sống lâu, trường thọ. Đây quý thầy có thể những người mà trường thọ, những người mà sống lâu, những người tâm họ rộng lượng, từ bi thị xã. Đây có một câu chuyện là có một ni trưởng ở đây là quý vị biết là tôi rất là thân. Và ni trưởng là bệnh, là cái bị cái bệnh nan y, gọi là bác sĩ là coi như thôi đem về đó. Từ chối và nói thôi lo hậu sự, không có cách giải quyết. Mà cụ là một người làm từ thiện, và khi về như vậy cụ vẫn tiếp tục làm từ thiện. Và từ ngày mà bác sĩ mà gọi là gì, là từ chối cho đến bây giờ là 10 năm hơn rồi, và cụ tiếp tục làm từ thiện. Bây giờ cụ khỏe ra, quán thì lúc nào nụ cười có thật sự là làm đâu. Cho nên cái người từ tâm, họ cái từ tâm nó sinh ra cái gì, nó sinh ra cái an lạc, nó nuôi thấm tâm. Cho nên đừng hỏi lý do vì sao mà những người mà vui vẻ họ sống lâu, họ mà có đẹp đẹp mà không nhắm nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì có cái nguyên nhân của nó. Khoa học, đạo Phật là đạo khoa học, chứ không phải cái đạo mà chỉ còn nhầm tin thôi. Đúng vậy. Cái loại thứ hai, người nào mà nạo hại chúng sanh, làm khổ chúng sanh, thì người ấy hết vào địa ngục. Anh nào nạo hại, gọi là làm hành hạ chúng sanh, làm tổn thương đến cái con người chúng sanh, chết thì vào địa ngục. Nhưng mà sinh vào trong cõi người này là những người gì? Nhiều bệnh, nhiều tật, nằm suốt ngày tháng trên giường bệnh. Đó là một cách lý giải. Và người nào mà không có nạo hại chúng sanh, không có làm khổ chúng sanh, chết lên cõi trời, và sinh trong đời này rất ít bệnh. Cho nên trong đời này có nhiều người sinh ra là bệnh tật dây da, bệnh từ nhỏ. Có nhiều người sinh ra từ lớn cho đến lúc 8 tuổi ứng dụng. Là bởi vì sao? Người không có nạo hại chúng sanh, người không làm chúng sanh đau khổ. Và một cái nhân quả tiếp theo trong bài kinh này nói là người nào mà phẫn nộ, sân hận, chống đối, bất mãn, người nào mà sẵn phẫn hận, sân hận, chống đối, bất mãn gì đây? Vâng vâng. Thì chết là vào địa ngục. Nhưng mà vào cõi trời và sinh vào trong cõi người dũng sắc xấu xí. Cho nên những người mà dũng sắc xấu xí, không đẹp,
thì những người ấy là gì? Là phẫn nộ, là sân hận, là chống đối, là bất mãn. Anh em tôi có lẽ đôi khi tôi đọc cái bài kinh này tôi nói chắc kiếp được mình cũng chống đối sân hận bất mãn lắm, cho nên kiếp này mình được đẹp, kiếp này mình hơi bị đẹp. Cho nên bạn bè tôi cứ hay nói ông đẹp á, tôi cứ mà mình đi giờ mình hoan hỉ, cho nên mình hy vọng là kiếp sau mình đẹp ha. Bởi vì sao? Bởi mình đang từ bi, mình đang nuôi dưỡng từ tâm mà mình nhận diễn. Mà quý thầy cô nhớ chỗ này là gì? Chỗ này là dù ba con nói tôi đen nhưng ba con vẫn quý tôi, vẫn kính trọng tôi. Cho nên cái đen về thân thể nó không quan trọng, mà cái đen tâm hồn thì quan trọng. Ở chỗ này cái khải nghiệp trong này là do cái tấm đó. Chỗ này. Thầy đang dạy. Thầy đang dạy, nghe xin lỗi nghe. Có thể nào. Rồi cái điều thứ tư mà lúc này cái loại thứ tư là những người tật đổ gánh ghét, gánh tỳ đổ kỳ. Cái bệnh này là cái bệnh quý vị nghe là giọng giọng nào nhiều không? Nhiều lắm. Mà đặc biệt là xin lỗi quý cô chú, phụ nữ là hơi nặng, nhưng mà nam giới bây giờ cũng đầy nói như vậy, là gánh tỳ đổ kỳ nhau, hài hẹn nhau dữ lắm. Và những cái người mà gánh tỳ tật đổ, gánh tỳ đổ kỳ thì cõi là chết vào địa ngục, mà sinh vào trong cõi đời này thì là gì? Cố thể cố động. Rồi lại cái vấn đề thứ ba, những người mà phẫn phẫn nộ sân hận chống đối bất mãn sinh vào địa ngục vào đời á, và cõi người ấy, thì là chứng nhan xấu chỉ. Nhưng mà những người mà không phẫn nộ hoan hỷ, luôn luôn hòa thuận không bất mãn thì sinh trong cõi đời này dung sắc đẹp đẽ và khả ái. Vậy ai đang dung sắc đẹp đẽ khả ái thì từ án ngụy mình à kiếp được chắc mình không phẫn nộ không sân hận vân vân nha. Những người nào mà trong đời này mà cố thể cố độc là bởi vì gánh ghét đổ kỳ thật đổ. Mà những người nào có quyền thế, có quyền hành mà được thì nhiều người mà tôn trọng người thân mình, là những người đó là tâm nó không có thật đổ, không gánh tỳ, không gánh ghét. Những người nào mà nghèo nàn, những người mà không cúng dường, không bổ thí, tâm bọn xẻng thì sinh vào địa ngục thì không nói rồi, mà sinh vào trong cõi đời này là nghèo nàn. Cho nên những người nghèo tâm họ gì? Họ là không có bổ thí, không cúng dường, không bọn xẻng. Còn ai mà đang giàu có, đang thịnh, đang đó là đang mà nhiều của nhiều tiền thì theo kinh này là kiếp là gì? Có nhớ với nhấn bổ thị nhường. Cái loại thứ bảy là ngạo nghệ kiêu mạn tự tôn. Ai mà ngạo nghệ kiêu mạn tự tôn tự mạn thì sinh vào trong cõi đời này là sinh vào trong gia đình thấp kém hạ liệt. Còn những người nào mà khiêm tốn, không từ tôn, không có khen mình chê người thì những người ấy là sinh vào trong cái thế giới này là trong những cái gia đình quyền quý cao đẹp. Và những người nào mà không có học hỏi chánh pháp, không có trí tuệ thì sinh trong một đời này là người ấy sẽ đần độn, sẽ ngu si. Còn người nào mà sinh trong cuộc đời này mà có trí tuệ, có đa năng giỏi học đâu nhờ đó, là người ấy luôn luôn tìm hiểu chánh pháp, học hỏi chánh pháp. Thưa quý thầy cô, và còn nhiều nữa trong bài kinh này, vì tôi nói cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt này là Đức Phật liệt ra một những cái nhân nào thì có quả đó. Và rất dài, quý thầy cô về đọc bài kinh tiểu nghiệp phân biệt trung bộ 3, kinh 137, 137, 137, 137, 138 gì đó. Và tôi vẫn nói lại ở đây một chút, đó là đây chỉ là những cái nguyên tắc chung, giống như cái bộ luật là hình sự là nguyên tắc chung, nhưng không phải ai làm gì một cái là lập tức sự như vậy hay là kết quả sẽ như vậy, mà nó tùy theo cái gì? Tùy theo cái tâm của người hành động. Ví dụ bây giờ tôi sẽ nói với quý vị một chút về bộ luật hành sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và tôi được đọc, không biết bây giờ cái điều luật đã thay đổi gì chưa, nhưng mà tôi được đọc nó là một điều 850 trong bộ luật hành sự về cái cách để mà phán xét một cái tội. Thì khi có một cái tình trạng giết người thì có những cái phải là giết người đã chắc chắn phải ở tù phải đền tội đâu, nhưng mà giết người nó có như cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Giết người ở cấp độ 1 là giết người là để cướp của, giết về thù hằng, giết người là dạ man,
thì lập tức là kết quả. Lập tức là nó sẽ có kết quả như vậy. Đó là do cái tâm. Cái tâm là thù hằng, cái tâm tàn bạo, cho nên giết người là sẽ bị luật pháp trừng trị ngay, là có thể theo luật quốc gia, có thể là gì tự hình, có thể là chúng ta. Người giết đồ, người cấp độ 2 là người giết người mà không có cái tâm ác độc, mà đôi khi là vì là tức tối, vì có cái gì lời, vì cái quyền lời gì đó, hay là bị tội quyền lời gì đó mà giết người, tội sân hận mà giết người, thì cái loại giết người thứ hai đó tù, tù không có phải là chung thân, tù không phải là tự hình, mà có thể 10 năm, 7 năm, 11 năm. Và cũng cái loại giết người mà không hề có tội gì cả, đó là tự vệ. Người mà tự vệ làm kẻ khác chết thì không có tội. Ví dụ như cái luật pháp đó là luật pháp Việt Nam như luật pháp Mỹ. Ví dụ như những người mà buôn bán ở bên Mỹ, mà nếu như mà bọn cướp nó vào thì mỗi cái tiệm như vậy họ có súng để họ tự vệ. Và vô mà nếu như mà vô mà cướp họ bắn để mà tự vệ, thì cái người bắn chết kẻ đó không có gì, không có. Cho nên cũng là cái tội giết người. Mà người thì bị chúng thắng, người thì tự hình, người thì 10 năm, người thì vô tội. Cho nên ở trên là chúng ta nói đấy, sát sanh tàn bạo là chết vào trong địa ngục, vâng vâng. Nhưng mà nó đấy là cái bản mẫu chúng ta, còn để xét là nó như thế nào thì cần phải có cái tâm của nó, cần phải có cái tâm của ý chí, tức cái tác ý của hành động. Vì vậy không nào, cái luật pháp họ còn xây dựng đến cái Phật, cái tôn giáo. Vì tôn giáo có trước luật pháp có sau. Mình nhớ cái luật pháp hành sự có liên hệ đến luật của tôn giáo. Luật tôn giáo có liên hệ đến luật hành sự. Quý thầy cô, và quý thầy cô biết là bây giờ ở đây tôi sẽ nói một chút, thêm một tí nữa để quý thầy cô nghe. Vì trong cái kinh tàng có ghi một là câu chuyện, đó là có một tôn ni và một ni đi khất thực. Trên đường đi về một mình, và cô đẹp, và đã đi trên đường như thế, đi trong đường rừng như thế, thì về bị cái bọn ở trong rừng đào tạo nó bắt lại và nó hãm hiếp. Vì ấy đã cầu xin, đã là than khóc cầu xin và chống đối bằng mọi cách để giữ sự tình hằng, nhưng mà cuối cùng cũng bị làm nhục. Về thì vì đó có nói về, có thưa về tôn ni ma bát xá ba đề về cái sự thật như vậy. Thì khi mà chuyện đã được đưa đến thì các vị tôn ni có hỏi rằng là vậy thì trong lúc những vị làm nhục như thế thì có một cảm giác hạnh phúc an lạc thích thú gì không? Thì tôn ni nói bạch ni trưởng, con khổ đau vô cùng, con chống đối kịch liệt, con làm mọi thứ để con bảo vệ, nhưng mà con bất lực vì con không thể có sức mạnh. Thì của công đi nhặt dầu bị làm tổn thương thì phản hành, nhưng mà ni ấy được tôn được là phản xét là vô tội, vì không có cái tham muộn trong cái lúc bị như thế. Nên quý thầy cô biết cái giới luật của đạo Phật cũng là tinh tế, cũng là tế nhị, và phải đi đúng với cái gì, cái tâm của người tác ý, cái hành vi của người tác ý, cái tâm của người tác ý. Một cái này mới là pháp học. Và bộ luật hành xử bây giờ người ta cũng làm như vậy, và luôn luôn ta đi tìm cái động tác, cái động cơ. Ví dụ như một cái người ra tâm người chết người, tâm chết người, ta phải coi rằng là không phải ai tâm chết người cũng phải bỏ tu, không phải. Có thử cái tống như vậy, xe nào tống xe nào đi phải, xe nào đi trái, người mà đi như vậy đúng tốc độ hay không, rồi người như vậy khi ta đi như vậy thì có uống rượu, có si kém ma túy không, và tùy đến những cái điều đó mà ta đi kiếp. Nhưng mà có bộ luật hành sự, một cuối cùng bộ luật hành sự đó phải dựa vào những cái hoàn cảnh cụ thể để mà kết án. Vậy thì cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt này là bộ luật hành sự của gì, của Phật pháp. Và bộ luật hình sự này cũng dựa trên cái gì? Dựa trên những điều kiện cụ thể và nhất định để mà phán xét. Cho nên quý thầy cô không phải dạng cái bài kinh này dễ dàng đâu, mà phải tế nhị, phải cẩn trọng, phải là gì? Phải bám từng cái hoàn cảnh, từng cái hành động, không thể nói chung thêm được. Và trước mắt, trước khi đi vào cái gọi là gì? Thì những cái điều vi diệu hơn nữa, thì tôi nói bốn điều, mà bốn điều này là trong kinh Tăng Chi Bộ để giải quyết những cái thắc mắc vì sao mà Đức Phật không dạy và
cũng thể nói, hay là bất cứ giảng sư nào cũng thể nói được, mà ai nói đều là cái điều mà tôi tin rằng là chỉ nói cho để là gì, họa mãn cho vui thôi, chứ còn không thể đúng được. Đức Phật nói có bốn cái sự bất khả tư nghị. Tư nghị là gì? Bất khả tư nghị là gì? Không thể nghĩ bàn được, không thể nói được. Bốn sự bất khả tư nghị, bốn cái phạm trù mà con tư duy con người không thể nghĩ bàn được, không thể nói được, không thể đặt chân vào được. Đó gọi là bốn sự bất khả tư nghị. Thứ nhất là Phật giới. Cái thế giới của Phật ở đâu? Không nói được, không bàn luận được. Cho nên là Đức Phật chẳng bao giờ trả lời bốn câu hỏi của ngoài đạo hay là của chính các tỷ kheo. Đức Phật có tồn tại sau khi chết không thể tốt. Đức Phật không tồn tại sau khi chết phải không thể tốt. Đức Phật vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết phải không thể tốt. Đức Phật không tồn tại cũng không không tồn tại sau khi chết phải không. Đức Phật luôn luôn yên lặng dự thái độ. Vì đây là cái thế giới không thể dùng ngôn ngữ, tư duy con người không đặt chân đến được. Đó là sự bất khả tư nghị thứ nhất. Sự bất khả tư nghị thứ hai mà chúng ta thấy Đức Phật dạy, đó là thế giới tâm. Cái tâm của thế giới nằm ở đâu? Chiều. Không bao giờ nói được cái tâm thế giới ở đâu. Ngôn ngữ con người không thể định. Bởi vì cả phạm mà vô thường là quay liên tục cái thế giới nên là vận động liên tục, nó luôn luôn sinh trụ gì việc. Thì nó nằm ở đâu mà được, mà biết mà nói được. Cho nên một cái phạm trù thứ hai, và không bao giờ con người có thể hiểu được là thế giới tâm của thế giới này. Đó là cái phạm trù thứ hai. Và quý thầy có biết ai mà cố gắng phạm trù mà giải cái này, Đức Phật nói là chỉ làm cho gì? Làm cho vỡ óc, nhức óc, và cuối cùng là gì? Nổi điên loạn mà thôi. Mà nói cách gì thì cũng chỉ là nói cho vui, nói tỏ vẻ mình hiểu biết, chứ còn không trúng thật vào đâu. Đức Phật đã từ chối giải quyết, đã từ chối trả lời, thì biết rằng là phạm trù đó là phạm trù không thể vào đó. Thứ nhất là Phật giới, thứ hai là thế giới tâm, thứ ba là thiền của các thiền giả. Đây là cái thứ ba. Thiền tâm của các thiền giả là cái gì? Thì dù như một vị hành thiền đi vào sơ thiền, thì cái thiền tâm của họ là gì? Có tầm tử, hỷ, lạc và nhất tâm. Và lúc đó nắm cái gọi là, ta gọi là chướng ngại trong thiền là hôn trầm, trào cự, dục sân nghi, trào hội dục sân nghi. Thì cái đó cái vị đấy cảm nhận được, biết được, tu chứng được. Nhưng không ai ở ngoài mà biết được cái tâm vị ấy đang đạt được cái gì. Cái tâm của thiền giả thì chỉ có thiền giả biết. Anh ở cấp độ nào? Anh đang ở sơ thiền, anh đang đợi nhị thiền, anh đã đoàn được năm thiền cải, năm thiền chí hay không? Thì cái đó ở ngoài không biết được và không thể giải thích được, mà chỉ có người hành giả mới biết được. Đó là phàm trù thứ ba. Và quý thầy cô đừng cố gắng mà giải thích. Tôi thấy bây giờ có nhiều người là gọi là lầm ngôn. Tôi nói chuyện lầm ngôn những điều Đức Phật dạy là Đức Phật nói là bất khả tư nghị, mà dám nói rằng là ngày xưa Đức Phật không giải quyết thì bây giờ tôi giải thích. Tôi cho rằng là lầm ngôn. Không ai có cái trí tuệ ngang bằng Đức Phật, chứ đừng nói là vượt Đức Phật. Và thế giới ngày nay ta cũng công nhận rằng cái trí tuệ Đức Phật là thầm thâm vi diệu. Ngay những cái nhà khoa học, bác học, Einstein, hay là những cái nhà mà vật lý học như là Chopra, rồi những nhà tâm lý học, những nhà triết học, mà ta đã cúi đầu được Đức Phật. Mình chưa là gì cả, chỉ phổ chỉ gọi là để thỏa mãn cái đám gọi là lắp nhắp, nói lung tung, làm quân chủng đó, phen cuồng. Chúng ta không làm những chuyện đó, và chúng ta cho rằng những điều đó với tôi đó là gì? Hoàn toàn bảo rằng là tôi cực đoan thì tôi xin chỗ này cũng xin nhận, nhưng mà tôi có niềm tin và không phải là niềm tin vô căn cứ. Và cái điều thứ tư gọi là quả dị thục của nghiệp,
đấy là cái phàm trù thứ tư. Và phàm trù này là cũng không ngôn ngữ nào mà diễn đạt nổi. Vì sao một người làm việc đó mà lại khổ đau, một người không khổ đau? Việc đó ngôn ngữ nói được, nó là cái quả, nó cái sự chín muồi khác nhau, là do cái tâm, do cái nhấn, do cái tâm. Cho nên trong cái phẩm gọi là như một trong cái đấy mình nói là một người ăn cắp con dê ở địa ngục, một người ăn cắp con dê chẳng ăn gì cả, một nắm muối bỏ vào trong ly thì nó mặn, một cái người bỏ xuống trong cái đó là không giải, cái đó là gì, cái đó là cái tâm. Đó là bốn cái phạm trù. Cho nên về sau ai cố gắng mà hỏi những chỗ này thì quý thầy cô cứ đưa bốn cái phạm trù này ra để mà trả lời với người ta. Và nếu học hỏi sao thì nói là Đức Phật dạy như vậy, và trí tuệ của Đức Phật mà đại như vậy thì không ai có thể vượt qua được Đức Phật, có thể cản được. Đó là cái gì? Bốn phàm trù bất khả tư nghĩ của nghiệp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong một cái bài kinh tiếp theo trong bài kinh tiểu nghiệp phân biệt. Đó là bài kinh đại nghiệp phân biệt. Bài biệt phân biệt này là có bốn trường hợp xảy ra. Và đây là cái điều mà tôi nói là đặc biệt. Thứ nhất, bốn trường hợp này tôi đọc lên. Người làm 10 điều ác sinh vào địa ngục. Đó là điều mà ai cũng thỏa mãn. Nhưng mà cái hành động thứ, nhưng mà cái loại người thứ hai, người làm 10 điều ác mà sinh vào cõi lành. Đó là cái điều mà nhiều người thắc mắc. Cái loại người thứ ba, người làm 10 điều thiện mà sinh vào địa ngục. À, cái điều này quý vị cũng cảm thấy là khó chịu. Và điều thứ tư, cái loại người thứ tư, đó là người làm 10 điều thiện mà sinh về cõi thật. Cái bốn cái hàng người này được Đức Phật dạy trong bài kinh đại nghiệp phân biệt trong bộ ba. Lý do mà làm 10 điều ác sinh vào địa ngục thì trong kinh dạy đến này, hoặc do một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do làm từ trước hay làm về sau hay trong lúc mình chung, một tà kiến khởi lên, người ấy chấp nhận chấp chặt thì người ấy sinh vào địa ngục. Đấy là gì? Đấy là cái hàng thứ nhất. Suốt đời làm 10 điều ác. 10 điều ác đó gì? Đó là sát sanh lấy của, không cho, tà hành trong các là tà hành trong dục, là nói dối, là nói hai lưỡi, là nói lời độc ác, là tham, là sân, là tà kiến. Đó là 10 điều bất thiện. Và trong lúc thân ngoài mạng chung, hoặc là do một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ nó làm từ trước. Một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ. Quý vị nhớ này, đây là cái điều quan trọng. Một cảm giác ác nghiệp trong đã làm từ trước hay làm về sau, và lúc mà đó là đưa đến cảm giác khổ. Một cảm giác khổ là khiến người ta sân, khiến người ta lo lắng, người ta âu lo, người ta phiền muộn. Hoặc là một cái tà kiến lúc mà khởi lên, lúc mà màng chung, tức là trong cảnh tượng nghiệp. Và trong cái cảm khổ khổ đó, và trong cái tà kiến đó, người ấy chấp nhận chấp chặt, tức là nội tham sân khi lúc đó là phiền muộn, lúc đó là chấp nhận chặt, thì cảnh giới là đọa vào biển rồi. Đây là điều tất yếu. Nhưng mà cái tất yếu đấy là nó có hai cái mệnh đề mà quý thầy cố nhớ cho là gì? Ác nghiệp đưa đến cảm thọ khổ. Đó là cái mệnh đề thứ nhất, để làm từ trước hay làm lúc nào đó không biết. Và cái mệnh đề thứ hai là lúc mình chúng khởi lên một tà kiến, và người ấy chấp nhận chấp nhận. Và đây là một thói quen, cái tập quán nghiệp nó chi phối. Lúc mà chết là tập quán nghiệp nó chi phối. Người mà luôn luôn làm việc ác thì đến lúc đó là cùng tâm ác, khó lòng mà cởi cái tâm thiện. Khó lòng mà cởi tâm thiện. Cái nghiệp, cái tập quán nghiệp. Và do vì như vậy cho nên người ấy là cái tâm lúc đó là cái tâm phiền não, cái tâm chấp thủ, cái tâm chấp là gì? Thì cái tâm và dưới sân si, cho nên người ấy sinh vào địa ngục. Đó là cái điều mà quan trọng, dễ, nhưng mà dễ chấp nhận. Thì hàng người thứ hai,
cái hạng người thứ hai là cái hạng người mà làm 10 điều ác, sát sanh lấy chúa không cho, tà dành trong các dục, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, tham sân và tà kiến. Trong lúc thân hoài mạng chung thì một thiền nghiệp đưa đến cả họ làm. Trong lúc thân hoài mạng chung, người làm điều 10 điều ác, trong lúc thân hoài mạng chung, một thiền nghiệp đưa đến cả họ làm, do làm từ trước hay làm về sau. Trong lúc mà thân hoài mạng chung mà có một cái thiền nghiệp đã làm vô tình, tức là cái tích lũy nghiệp đó, trong lúc mà đời sống thì có những lúc mình làm việc thiền mình không nhớ, nhưng vào lúc đó tự nhiên nó sinh ra, nó khởi lên, và cái việc thiền nó khởi lên làm cho mình vui. Và trong lúc thân hoài mạng chung đó, một cái chánh kiến khởi lên, một cái suy hủy, cái suy nghĩ đúng được khởi lên, và cái người mà sắp bắt đó mà 15 điều ác đó là chấp nhận cái cảm thọ lạc, chấp nhận cái chánh kiến khởi lên, thì người ấy là gì? Sanh về cõi trời. Thầy cô thấy, cho nên cái cần tự nghiệp nó cực kỳ quan trọng. Cái tập quán nghiệp nó cực kỳ quan trọng. Và cái tích lũy nghiệp nó cực kỳ quan trọng. Như vậy ở đấy quý thầy có biết rằng này, cái cần tự nghiệp là lúc mất rồi, nhưng mà hai cái nghiệp nó chi phối chúng ta trong lúc này, đó là cái tích lũy nghiệp và cái tập quán nghiệp. Ở trên cái tập quán nghiệp, cái thứ hai là cái tích lũy nghiệp, nó làm cho một cái việc thiền được khởi lên trong lúc đó, nó đưa đến một cảm giác thấy hạnh phúc, an vui, và từ đó chánh kiến khởi lên, cho nên sinh về cõi trời. Đây là cái loại thứ hai. Cái loại thứ ba, và tôi nói rồi, chậm nữa tôi sẽ nói cái giá trị của cái này, cái đặc biệt của cái này. Loại thứ ba là gì? Một người làm mược điều thiện. Một người suốt đời làm những điều thiện. Làm 10 điều thiện. Đó là không sát sanh, không lấy của, không cho, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không lợn, không nói lời độc ác, không tham, không sân, không tà kiến. Nhưng khi thân hoài mạng chung, một ác nghiệp, do một ác nghiệp đưa đến cảm thọ làm từ trước hay làm về sau. Đây là cái tập, đây là cái gì? Tích lũy nghiệp nó bắt đầu vào hoạt động đấy nè. Cái câu này là nói là gì? Một ác nghiệp làm từ trước, mặc dù trong cuộc sống nó luôn luôn làm 10 thiện nghiệp, nhưng mà cũng có những lúc mình làm những sai lầm, thì vào lúc thân hoài mạng chung, một ác nghiệp làm từ trước làm về sau, và trong lúc mình chúng khởi lên tà kiến, và người ấy chấp chặt cái tà kiến ấy, chấp chặt cái ác nghiệp ấy là ta là sợ hãi, thì người ấy sinh vào địa ngục. Thì như thế không ạ? Cho nên cái vai trò của tích lũy nghiệp chỗ này, nó có thể may mắn nó chuyển hóa được một người làm điều thiện, mừng một người làm điều ác có thể sinh vào trời, mà nó có thể không may là 10 làm điều thiện mà có thể sinh vào địa. Cho nên quý thầy cô biết cái tích lũy nghiệp và cái cần tự cái tập quán nghiệp, nó là hai cái nghiệp nó quan trọng, nó có thể chi phối đời sống của chúng ta. Và cái loài người cuối cùng, một người suốt đời làm 10 thiện nghiệp, lấy không lấy của, không cho, cho đến không có tà kiến, vào lúc thân hoài mà chúng, người ấy có một thiền nghiệp được làm từ trước hay về sau, đưa đến cảm giác an lạc. Và trong lúc mình chống lại cái chánh kiến nó khởi lên, và người ấy chấp nhận cái chánh kiến và cảm thấy hạnh phúc với cái thiền nghiệp của mình, thì người ấy sanh lên cõi trời. Đây là 10 cái, đây là cái nhân vật, cái hàng người thứ tư. Và hàng người thứ tư này, quý thầy cô về đọc cái pháp của chú giải kề 1, 2. Kề 2 là kề thân, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu nó hay hành động với tâm ý thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rào hình. Đây là trong pháp của chủ giải về cái bài kề thứ 2, đó là nói về một cái chàng thanh niên trẻ người Bà La Môn, cha là một Bà La Môn giàu, nhưng mà keo kiệt vô cùng, đến lúc mà con đau mà sợ tổn tiền, không dám đi mời thầy lang, tự đi hỏi về tự mình mày mà bắt thuốc khiến cho con bệnh càng ngày càng trầm trọng. Và được con thì hoàn toàn cái tâm nó trong sáng và cái tâm nó rất là hiền hậu,
Buổi sáng đó cái đoàn của Đức Phật và các thánh tăng đi ngang Đức Được Kỳ đứng trước cổng nhà đứa trẻ. Và quý vị biết khi đứa trẻ sắp chết thì ông này ông sợ để đứa trẻ trong nhà, thì người ta vào thăm sẽ thấy của cải, họ sẽ xin xỏ hoặc sẽ ăn trộm, cho nên ông đóng cửa lại, ông để đứa trẻ ở ngoài sân đợi như là chết trong đồng đạo. Thì cũng rất may là khi mà trong một thời điểm một cao điểm như vậy thì Đức Phật và thánh tăng đi ngang, và chàng thanh niên thấy một Đức Phật và cả một cái đoàn áo vàng rực rỡ như vậy từ ngoài đường nhìn vào, và chàng hoan hỷ quá, mình nhờ chừng đó mà chàng đến được xếp lên cõi trời từ 30 mặt. Quý thầy cô là về đọc cái bài kinh Pháp Cú Chú Giải số 2, và số 1 là quý vị sẽ đọc cái vị A La Hán, bị là cái một cái vị không phải một cái vị mà làm mười nghiệp thiện mà cuối cùng là bị đọa địa ngục. Đây là có trong Pháp Cú Chú Giải 1 và 2. Bây giờ ta trở lại vấn đề của cái giáo lý nghiệp mà tôi nói rằng là nó có tính giáo dục và nó có tính nhân đạo và có cái tính bình đẳng, và nó mở ra một cái hướng gọi là gì, cải tạo, khiến cho xã hội này mọi người đều trở thành con người tốt đẹp, phàm phu cũng trở thành bậc thánh. Đây là cái không phải là một câu nói suông mà dựa trên cái giáo lý nghiệp, và một cái qua cái giáo lý này nó để chúng ta một sự cảnh tỉnh, một sự gọi là cho quý vị một cái sự cảnh tỉnh để quý chúng ta phải cẩn trọng. Thì chúng tôi sẽ đi vào trong cái hai loại đầu. Hai cái loại đầu là cái loại thứ nhất là làm 10 ác nghiệp thì sinh vào biển rồi. Và 10 làm 10 là ác nghiệp này có thể sanh về cõi chư thiên. Khi mà cái giáo lý này có thể cái sự thật chẳng phải là chủ trương. Cái sự thật là có tu tập thì có thể chuyển hóa được những nghiệp ác của mình. Thì rõ ràng cái giáo lý này cho con người thấy rằng không có ai là người bỏ đi, không có ai là hoàn toàn không thể tu tập giải thoát, không ai có là hoàn toàn không thể thay đổi mình và hoàn cảnh của mình. Đừng chấp nhận hoàn cảnh, đừng sợ hãi những quá khứ, đừng có từ tí mặc cảm về những lỗi lầm đã làm hôm qua. Thì giáo lý này nó mở ra một cái gì? Mở ra một khung trời để cho những ai đã sai lầm, đã có những tội lỗi trong quá khứ, biết rằng mình có thể cải tạo nó, mình có thể thay đổi đó, mình có thể trở thành một người tốt hơn bằng cách gọi là gì? Thay đổi cái tập quán nghiệp của chúng ta. Đây là mở ra một hy vọng cho, đây là một ra mở ra một cái hướng giáo dục cải tạo những người xấu thành những người tốt. Cho nên có cái tài cải tạo nhân phẩm là vậy. Đây mới là giáo lý nghiệp của đạo Phật. Như quý thầy cô vậy, đừng có thân thắng thân trách phần, đừng có chấp nhận cái người ta áp đặt cho mình, hoặc là đừng có quá gọi gì, quá từ ti, quá mặc cảm, cảm thấy tội lỗi những gì mình làm không được. Hãy bỏ nó đi, thay đổi nó, chuyển qua nó bằng cách thay đổi cái thói quen, cái tập quán nghiệp. Và như vậy mình trở thành một con người mới, mình trở thành một người tốt. Những người xì kém ma túy ngán quá có thể là rất xấu, nhưng mà sau khi nó đi cải tạo về, họ trở thành những người đã giúp cho xã hội. Và trong xã hội chúng ta có những người đi cải tạo cho cái ma xì cái ma túy về, họ mở những công trường, họ mở những cái nông trường, họ mở những xưởng, họ giúp rất nhiều em cùng xì kém ma túy vào như họ, cuối cùng trở thành những người có ích cho họ, họ trở thành những người đóng góp xã hội, đồng thời họ cải tạo, họ cải tiến vì thế của họ trong đôi mắt của vợ con, của gia đình và của cả xã hội. Nên quý thầy cô nhớ, không có người nào là người hoàn toàn vô tội. Thánh nhân trong lúc mà tu tập còn có tội, của chúng ta là phàm phu. Hai cái loài người đầu này, cái này tôi nói với quý thầy cô không phải là chủ trương, không phải là lý thuyết, mà cái này là cái thực tế, cái là cái gì? Cái chân lý, quan trọng là cái chân lý. Để chúng ta có niềm tin. Và quý thầy cô biết sinh ra không có ai mà có thể gọi là không học mà biết, Đức Phật cũng phải học chứ. Cùng tới quý thầy cô học với là thầy Viễn Anh về Đức Phật và tăng đoàn, thì quý thầy cô biết là Đức Phật sinh ra cũng là một người bình thường, có người, và ngài trở thành một cái bậc gọi là gì, không thể so sánh trong cuộc đời này, vẫn mãi mãi là
là vị nhân của nhân loại, bởi vì ngài từ cải tạo, ngài thay đổi cái tập quán của ngài, quản nghiệp của ngài, từ một cái người sống trong hoàng cung, một cái người sống trong nhung lụa, ngài chọn một cái nếp sống mà như hồi sáng tôi nói với quý vị, các bậc thánh tăng học trở thành thánh hay trở thành phàm phu chính do mình muốn thay đổi hay không. Tôi nói lui nói tới là kỵ chỗ này để tôi nhắc nhở với quý thầy, hai cái loài người này, một cái loài người mà không thay đổi tập quán nghiệp, không có hướng thiện thì chắc chắn sẽ đọa địa ngục, và một cái loài người mà đã sai lầm nhưng mà có ý hướng thiện, có ý thay đổi, có ý tu tập thì vẫn trở thành những con người tự ích cho sống. Đó là cái sự thật mà của cái giáo lý nghiệp tuyệt, gọi là gì, cái phải nói là cái gì, cái giá trị nhân bản về giáo dục của giáo lý nghiệp. Cần phải nhìn như chỗ này mới biết rằng là cái giáo lý nghiệp nó khác với giáo lý nghiệp của tất cả các chủ trương khác. Chẳng thể đem cái giáo lý của nhân của nho học vô đây mà nói được, đem của là cái đạo Nikāyānātā Buddha vô đây mà nói được, và cũng không thể đem cái đạo Bà La Môn vô đây hay bất cứ đạo nào vô đây nói giáo lý của giáo lý nào đấy có hết á. Các tinh thần này có chủ quan ở chỗ này, giống như là đạo Phật chúng ta có những cái mà đặc biệt đến mức là triết giáo họ phải cúi đầu, mà nó không thể có một cái tôn giáo nào mà giáo chủ của tôn giáo đạo lại bảo rằng là hãy phán xét, hãy cẩn thận, hãy tìm hiểu trước khi tin họ. Đến với tôn giáo là chỉ đến với niềm tin, mà đến với đạo Phật không có niềm tin. Niềm tin thuần túy sẽ đưa mình vào cái chỗ mê mờ đó. Hãy có niềm tin nhưng mà luôn luôn được phán xét bằng kỹ thuật. Tin Đức Phật, Phật dạy tin ta mà không hiểu ta là phỉ bán, ta là bán. Mà thầy cùng Nguyễn Du là đi, người yêu ta xấu với người yêu nhau âu chỉ bằng 10 phủ nhau, yêu nhau mà không hiểu nhau thì cuối cùng về là chỉ chằn xé nhau và lý gì thôi, làm khổ nhau thôi. Và đi theo về Phật pháp mà gọi là ta không có chánh kiến thì chắc chắn sau này phản bội đạo Phật, hay sống hoàn toàn phản bội với cái lý tưởng của nó. Nên học giáo lý của đạo Phật như vậy, mà mình phải thấy được cái gì, cái giá trị thực tiễn của cái giáo lý này, chẳng phải nói lý thuyết mà chơi, mà chính là nên mở ra đường hướng của giáo dục. Chúng tôi đi vào hai cái đó, là cái thứ nhất là hai cái hàng người, thứ nhất để mở ra một khung trời cho những người đã phạm tội, đã có những lỗi lầm, đã có những cái gọi là không đúng trong quá khứ, và vẫn có thể cải tổ được những con người tốt, trở thành tạo nên những cái môi trường. Và cái loại thứ hai, hai cái loại thứ hai, đây là cái điều cặn tình nhắc nhở khuyến tấn chúng ta. Mặc dù quý thầy hằng ngày, quý cô hằng ngày tu tập, những người làm việc thiền hằng ngày, nhưng đừng nghĩ rằng mình tu tập, mình làm việc thiền là chắc chắn mình sẽ hưởng được cái đó, chưa chắc. Bởi vì sao? Bởi vì cái này, hoặc do một ác nghiệp cứ đến cảm giác khổ, làm từ cảm giác lạc khổ thọ đã làm từ trước, hay làm về sau, hết một tàn kiểm sinh ra sinh khởi trong lúc má thân ngoài mạng chung, chúng ta chấp thủ chấp nhận. Vậy thưa quý vị, trong cuộc đời mình có làm việc thiền, có tu tập, nhưng có những lúc mình vẫn có những sai lầm, và không may mà vào cái sai lầm đó nó khởi lên lúc thân ngoài mạng chung, và chúng ta bực mình, chúng ta tức tối, cũng giống như nhiều người bây giờ thấy có những người làm việc thiền mà tự nhiên là gặp những khó khăn, nó tức tối, bực mình, sân si vô minh và không tin nhân quả, và chỉnh cãi đó nó đưa những người đấy vào địa. Thế nên quý vị đừng chắc rằng là chắc chắn làm 10 điều thiền là phải đi vào phải là trên chư thiên. Về nguyên tắc là như thế, nhưng mà trong cái thực tế, nếu như vào cái thời điểm mà thân ngoài mạng chung mà khổ thọ đến mà sân si là nó đốt hết cả cái rừng vô minh, cái rừng công đức. Nhất niệm sanh tâm khởi, năng thiết công đức lâm, thực hành Bồ Tát hành, nhận nhục khổ vi sanh. Kinh Hoa Nghiêm nói mà, một niệm sanh tâm mà khởi lên mà đốt cháy cả rừng công đức, hãy hành cái hành Bồ Tát, đó là nhận nhục. Hay là nhất niệm sanh tâm khởi, bắt vàng chướng môn khai, một cái niệm sanh mà khởi lên là cả cái gì, cái hàng vàng, cái cửa địa ngục nó mở ra. Cho nên quý thầy cô biết là gì, không phải rằng là chúng ta từ và là luôn luôn là tin rằng là mình tu là mình sẽ giải thoát, cứ chắc có nhiều từ người tu muốn có chánh kiến cũng sẽ đi vào thế giới của mình. Điều thứ loại người thứ tư
một thiện nghiệp đưa đến cảm giác họ lạc họ làm từ trước làm về sau, và trong lúc mền chung chẳng chiến được khởi lên người ấy sinh vào cõi trời. Rõ ràng ở đây thưa quý thầy cô, khẳng định chúng ta là luôn luôn phải nuôi dưỡng thiện tâm, luôn luôn phải tác ý trong mọi hành động, luôn luôn phải chánh niệm trong mọi công việc, để khi mà thân ngoài mạng chung, khi mà cần tự nghiệp để khi mà vô thường đến, thì chúng ta sẽ có một cái tập quán nghiệp, đó là gì? Đó là thiền nghiệp luôn luôn được sinh khởi, luôn luôn được tác ý. Việc thiền luôn luôn được tác ý, chánh kiến luôn luôn được tác ý, thì lúc đó ta mới sinh hoạt, sinh gọi là sinh về cõi trời. Do vậy, người tu là gì? Là luôn luôn phải chánh niệm tỉnh giác trong từng hơi thở. Hơi thở vào mà không ra là chết, hơi thở ra cũng vào chết, cho nên không thể ý lại. Cái hai cái loại người thứ hai là cảnh giác, cảnh tỉnh. Những người đang tu tập phải luôn chánh niệm về vô thường, phải luôn chánh niệm tỉnh giác về vô thường, không ý lại những việc làm của mình đã làm. Và cái này nó khiến cho chúng ta luôn luôn hướng về trước với cái tâm thiện, với cái tâm luôn luôn hướng đến cái gì? Những cái điều là trí tuệ, luôn luôn hướng đến cái điều là gì? Tu tập. Và như vậy chắc chắn chúng ta sẽ thăng hoa. Một con người mà chỉ đi tới hướng đến cái điều thiền, hướng đến cái trí tuệ, hướng đến tu tập, thì người đấy chắc chắn từ thăng bậc thấp lên cao, lên cao, lên cao mà. Và những người đang làm ý lại thì có đi lui. Do vậy, hai cái loại người thứ hai là cần cần nhắc nhở chúng ta chánh niệm tỉnh giác với vô thường, và luôn luôn phải là giữ cái tâm chánh niệm tác ý với điều thiền, với tu tập, với giải thoát, với giác ngộ, để cái con đường tu tập của chúng ta luôn luôn không sẽ không bị gì, không bị những cái tích lũy nghiệp xấu nó phải chi phối chúng ta trong cái chết, hoặc là những cái tập quán nghiệp xấu nó có thể làm chúng ta sinh ra trong cái chúng ta gọi gì, chúng ta tâm tục. Do vậy hai cái loại người này, một loại là mở ra khuyến khích khích lệ cái người đã sai lầm thái độ tập quán nghiệp, thay đổi hành vi, thay đổi cách nói năng, thay đổi cách tư duy để chuyển hóa cái gì, chuyển hóa tất cả những quá khứ trở thành những cái thiện nghiệp trong hiện tại, và mở ra một con đường mới cho chính mình. Và hai loại thứ hai là gì, là cảnh giác, là khích, là khuyến tấn, là cảnh báo chúng ta luôn luôn đừng ý lại những việc chúng ta đã làm, luôn luôn đừng tưởng rằng những ta làm chúng ta sẽ và hạnh phúc, không hẳn như vậy. Và thưa quý thầy cô, đây là hai cái bề kinh đại nghiệp phân biệt và tiện nghiệp phân biệt, và cực kỳ đặc biệt. Và khi mà tôi nghiên cứu về cái giáo lý này, và khi nhìn ra cái này, quả thật là nó lại mở ra một cho chúng tôi về một cái phương hướng đứng trong cái ngành mà chúng tôi đang đi là về giáo lý. Quý cô, quý thầy cũng vậy. Đừng nhìn người với một cái định kiến, đừng nhìn người với một cái chấp thủ, cái đó nó sẽ làm chúng ta là đứng lại và đi luôn, và đang biến cái thế giới đẹp đẽ trở thành một thế giới đen tối. Để biến ra những con người có thể thay đổi thành thành những người mà nó bất toàn. Vì vậy, cái giáo lý nghiệp này, tiêu nghiệp phân biệt và đại nghiệp phân biệt, quý thầy cô về đọc kinh để nhất được cái giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái kết luận của bài này. Sau khi mà chúng ta học tìm hiểu gọi là sơ bộ thôi, cho cái giáo lý nghiệp này quý thầy cô cũng phải đọc nhiều lắm, nhiều sắp nhiều quá. Nhưng mà về căn bản là nói như vậy. Thứ nhất, cái giáo lý nghiệp này nó đem lại hy vọng cho chúng ta. Định lý của nghiệp đem lại hy vọng cho con người, hy vọng một cái tương lai mới. Cái giáo lý định nghiệp này, cái định lý về nghiệp lực này, nó giúp chúng ta một sự nhận thức trách nhiệm chúng ta làm. Ngươi là chủ nhân của nghiệp, ngươi là kẻ thừa từ nghiệp. Nghiệp là thái tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là phàm làm những việc gì thì các ngươi sẽ gánh vào hậu quả những việc đó. Cho nên ở đây chúng ta khi làm việc gì chúng ta phải trách nhiệm về đó, trách nhiệm đón nhận nghiệp đó. Đem lại hy vọng chúng ta thay đổi được kết quả cũ. Và giáo chúng ta một trách nhiệm là chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải trách nhiệm. Đừng có đổ thừa cho ai bởi vì thầy, bởi vì trời, bởi vì Phật, bởi vì tổ, bởi vì ai cả, mà bởi vì chính cái hành động của chúng ta. Và thứ ba là cái giáo lý nghiệp, cái định lý về giáo lý nghiệp này là giúp cho chúng ta sự can đảm, cái tinh thần can đảm để đối mặt với tình hình, đối mặt với cuộc sống, để mà cải tạo cuộc sống, để mà làm cho cuộc sống nó mới. Giáo lý nghiệp điều thứ nhất, thích nghi cái điều tích cực của giáo lý nghiệp ở đây là quan trọng.
Kết luận này là cực kỳ hay. Và tôi cũng thưa với quý vị, cái bốn cái điểm kết luận này là tôi học từ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Thọ. Ngài có việc về bài nghiệp rất hay. Và ở đó tôi học được một số, tôi nghiên cứu và tôi phải nói là rất là cảm thấy nó thích thú về một số gì là dân nghiệp và mạng nghiệp. Hai cái đó, ngài tích từ trong thẳng Phật Tiểu ra hoặc là trong luận ra. Và cái này nó giải thích được nhiều chuyện với chúng tôi. Và những cái điều mà chúng ta học ở các ngài thì nó đang là đặc biệt. Cái quá trình tu tập. Định lý thứ hai, cái kết quả thứ hai, chúng ta có thể kết luận. Định lý nghiệp cho phép mình xây dựng đời sống của mình, đời sống sau này của mình. Cho nên quý thầy muốn làm cô hay làm thầy, muốn làm thầy cũng hay làm bà vải, muốn làm người đi buôn hay đi bán gì, tất cả cái đó là tùy thuộc vào quyết định quý thầy cô. Quý thầy cô muốn trở thành những học giả, trở thành những vị giảng viên như bản thân chúng tôi, hay là những giảng sư như những vị đắc lạc, hay là những vị có thể làm từ thiện công tác xã hội, tất cả những việc làm đó nó tùy thuộc vào chính quý vị. Đạo liên nghiệp nên cho phép quý vị từ xây dựng được tương lai của mình. Và tương lai của chúng ta nằm trong bàn tay của ta, chứ không ai có quyền quyết định tương lai của ta. Đây là cái điểm tích cực thứ hai của nghiệp Phật giáo. Không tùy thuộc vào Phật, không tùy thuộc vào Chúa, không tùy thuộc vào Thánh Thần, không tùy thuộc vào bất cứ ai, mà tương lai của chúng ta xây dựng nó. Tôi trở thành một giảng viên, trở thành một thầy tu sĩ này là do tôi tự xây dựng nên. Mười mấy năm học từ trung cấp, từ tiểu học đến lớp 12, rồi học cho đến là Phật học 7 năm, 8 năm, 9 năm để trở thành một giảng sư này, không ai cho tôi. Mà cái này tôi tự xây dựng cho tôi. Và ngay bây giờ cuộc sống bây giờ tôi cũng xây dựng cho tôi. Tôi tự quyết định. Và quý thầy cô cũng có khả năng quyết định. Bây giờ quý thầy cô đang học cử nhân Phật học. Có nhiều học xong là vừa đi làm trụ trì là quý thầy cô đã quyết định rồi. Quý thầy cô muốn đi xa hơn, muốn giải thoát giác ngộ thì quý thầy cô phải tự xây dựng cho mình. Là điểm tích cực thứ hai của nghiệp. Điểm tích cực thứ ba của nghiệp. Từ kết luận này, đó là gì? Tín tưởng định lý nghiệp giúp người ta không cầu xin ai để được an vui. Không cầu xin ai hạnh phúc. Và tự tin vào chính mình, tạo ra nếp sống hướng thường cho tự thân. Đây là cái điều mà tin tưởng định lý nghiệp giúp người ta không cầu xin ai để có được hạnh phúc, có được an vui và tự tin vào chính mình, tạo ra nếp sống hướng thượng cho tự thân. Vậy thì quý thầy cô có thể thắc mắc là như vậy tha lực của chư Phật Bồ Tát có không? Cái này là có. Nhưng mà có không phải vô điều kiện cầu xin là được. Quý thầy cô đang ở ngoài trụ cố gắng để tìm trong cái tập cái giác ngộ vừa rồi đó, trong cái đặc sang giác ngộ ngày đại lễ, tức là kỷ niệm Đức Quảng Thế Âm vừa rồi đó, trong đó có một cái bài phỏng vấn và tôi trả lời phỏng vấn cho giác ngộ, và cái đề tài của phỏng vấn là từ học thuộc đến tín ngưỡng về Quảng Thế Âm, trong cái đặc sang giác ngộ mà vừa rồi ngày 19 tháng 9, trong đó có cái bài phỏng vấn và tôi trả lời về vấn đề tha lực ở đó. Đức Phật gia hộ hay không, tha lực có hay không, và Đức Quảng Thế Âm của gia hội chúng ta hay không, và tôi là một người tu sĩ có cầu tha lực Phật hay không. Thì chỗ đó thì tôi không có thi giờ để nói với quý vị ở đây. Tôi chỉ nói rằng là tha lực của Đức Phật là có, tha lực của Đức Chư Phật là có, Bồ Tát là có. Nhưng mà ở đây chúng tôi không đi sâu vào, mà chúng ta đang nói cái giáo lý nghiệp. Thì chúng ta khi mà có cái tín tưởng và định lý nghiệp thì chúng ta không cầu xin sự an vui, không cầu xin hạnh phúc, mà tự tin vào mình là hạnh phúc và an vui là do mình làm việc thiện, do mình tu tập, do mình hướng đến giải thoát, do mình có cảnh giới thiện. Và khi như thế thì chúng ta đã tạo ra một nếp sống hướng thượng cho chúng ta. Cái điều thì thầy cô về xin muốn việc này về tìm đọc
tìm cái cuốn giác ngộ mà tôi biết là hiện tại họ đã phát hành được 10 mấy ngày rồi. Và hôm tôi cũng có người họ đem về, họ đưa cho tôi cuốn, tôi thấy ra có thể giúp cho quý thầy cô được. Cái kết luận thứ tư chúng ta có thể nói đây là niềm tin vững chắc về và định lý nghiệp nó sắc tận chúng ta, sắc tận chúng ta sống một cuộc đời đẹp và làm cho cuộc sống chúng ta luôn luôn có lạc quan yêu đời. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta làm việc thiện thì ngày mai chúng ta sẽ có cái kết quả tốt. Và nó giúp chúng ta luôn luôn hướng đến ánh sáng, luôn luôn từ bóng tối hướng đến ánh sáng. Có nhiều người đang ở trong bóng tháng ánh sáng hướng đến ánh tối, bóng tối. Có nhiều người đang bóng tối hướng đến bóng tối. Và chúng ta đang ở ánh sáng hướng đến ánh sáng hơn. Vậy thì cái niềm tin vững chắc của định lý nghiệp nó sắc tận cuộc sống chúng ta, khiến chúng ta làm cho cuộc đời sống chúng ta lạc quan, yêu đời và tự tin hơn. Đây là kết luận thứ tư mà chúng ta có thể rút ra từ cái những gì chúng ta học ở trên. Cái kết luận thứ năm chúng ta có thể bàn đến được, đó là lòng tin vào cái giáo lý nghiệp nó khích lệ cho mình làm điều tốt cho mình và làm điều tốt cho người. Đây, bởi vì khi mình sống mà mình làm điều tốt cho mình là mình sẽ có hạnh phúc, mình làm điều tốt cho người là người có hạnh phúc, là mình có hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang chuyển hóa, mình mới chuyển hóa xã hội, mình chuyển hóa cái cộng nghiệp, cái biệt nghiệp của mình, và chuyển hóa cái gì, cái cộng nghiệp về xã hội. Do vậy cái niềm tin vào cái giáo lý nghiệp độc lập tự tin này nó khích lệ mình luôn luôn làm việc tốt cho mình và cho người. Đời sống của cá nhân mình, đời sống mình sẽ trở nên tốt đẹp. Đời sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp và hoàn toàn lần lần là hướng đến giải thoát giác ngộ. Đây là mục tiêu của người tu chúng ta. Vậy kết luận của cái bên nghiệp chúng ta có 5 kết luận. Và quý thầy cô học thuộc 5 kết luận này để làm cái nền tảng cơ sở khi mà chúng ta nghĩ về giáo lý nghiệp và chúng ta có cái niềm tin, có cái lạc quan, có sự yêu đời, có sự tự chủ, có cái không có cái tích cực tiêu cực. Bây giờ một cái điều mà chúng ta cần bàn đến đó là, vậy thông thường cái gì đi đầu thai, nhắc lại một chút, và cái gì ảnh hưởng đến cái tập được cái cần sự nghiệp nhiều nhất. Thứ nhất, như tôi nói ở trên, mà Phật không chủ trương có linh hồn, không có chủ trương có thân thức, không có một cái gì đi đầu thai, mà cái đưa đến cái đời sống mới đó là cái nghiệp tác ý cuối cùng, cái việc làm cuối cùng của mình, có thân, có lời, có ý, hoặc là thân, hoặc là lời, hoặc ý, và có tác ý, và chính cái đó nó là cái quyết định đưa đến đến cái đời sống mới. Và cái này là nó luôn luôn thay đổi, vì vậy nó không có cái bản ngã. Cái gì không thay đổi mình có cái từ ngã, mà cái này luôn luôn thay đổi. Có lúc mình vui thì nghĩ khác, có lúc mình buồn mình nghĩ khác, có khi mình là hoan hỷ mình nghĩ khác, có khi mình sân hận mình nghĩ khác. Tất cả cái việc nghĩ để mà làm đó nó thay đổi, và vì thay đổi cho nên nó không là gì cả, nó là nhân duyên, nghiệp và do duyên. Đấy, do vậy cái điều thứ nhất chúng ta sẽ khẳng định ở đây là cái tư tâm sở tác ý hành động cuối cùng khi mà gọi là cần thương nghiệp, cái đó đưa đến, tại là đưa đến một đời sống mới, là nó là tái sinh. Do vậy không phải không có, cái có nhưng mà không lại không nói được, cho nên là không thể nói là không thể được nói là cái gì. Cái thứ hai, trong cái quá trình mà tái sinh như vậy thì cái gì mà nó ảnh hưởng nhiều nhất lúc lâm chung, đây là cái điều mà chúng ta biết, cần phải biết. Và theo cách chúng ta phân tích ở trên thì cái thói quen hàng ngày của chúng ta nó như thế nào thì cái đó nó xuất hiện nhiều nhất, cái tần số là xuất hiện nhiều nhất trong cái tư duy và trong hành động của chúng ta ngày đó. Cái gì mà trở thành thói quen, cả tính, cái bản tính, cái tính cách của mình thì cái đó nó xuất hiện nhiều nhất trong lúc ta lâm chung. Lúc mà quý vị biết, thì dù lúc mà quý vị thương ai nhiều nhất thì vào lúc mà khó khăn mà gọi là nguy hiểm nhất thì người đầu tiên quý vị nghĩ đó là cái người mà quý vị. Trong cái đàn con đứa nào mà quý vị mà thương nhất thì trong cái khó khăn, trong cái gian khổ, trong cái nguy hiểm thì quý vị nghĩ đến người đầu tiên. Vậy cái gì nó ảnh hưởng đến
cái đó là tập quán nghiệp, hay còn nói khác hơn là thói quen. Thì nghiệp làm theo thói quen. Một người mà hàng ngày cứ sân si mọi mặt thì cái đó nó là nhân tố khởi lên đầu tiên khi thân ngoài mặt. Một người mà lòng tham luôn luôn đầy dậy, ngạ màng tưởng chấp thụ chấp ngã luôn luôn đầy dậy, thì cái đó nó xuất hiện lúc chúng ta lúc mà lúc hơi thở. Nó là cái gì? Nó là cái nhấn bản tính. Bản tính là khó giờ. Nếu một người mà cái lòng từ, cái lòng hoan hỷ, cái lòng rộng lượng bao la luôn luôn là cái gì? Luôn là định hướng cuộc sống, luôn luôn đã được xem như là cái xây dựng một cái đời sống hàng ngày, thì cái đó là cái xuất hiện lúc tái sanh. Vì nó là thông số xuất hiện lúc chết, tức là thói quen. Do vậy, cái cần tự nghiệp là quan trọng, nhưng cái chi phối đến cần tự nghiệp đó là tập quán nghiệp, tức là những hành động theo thói quen. Và ở đây trong cái mà quý vị ở trên chúng ta thấy là một cái nghiệp khác mà có ảnh hưởng đến những đầu thai của chúng ta, đó là gì? Đó là tích lũy nghiệp. Do một việc làm thiện trong quá khứ, vào lúc đó nó khởi lên được cảm thọ lạc như bốn trường hợp đó. Vậy thì cái ảnh hưởng nhiều nhất đó là tập quán nghiệp. Và cái thứ hai đó là tích lũy nghiệp. Hai nghiệp này nó là xuất hiện trong lúc mà hỗ trợ cho cái vấn đề tái sanh. Và vì vậy cho nên vì thầy cô biết lúc mà sắp mất á, thì cái tâm bất định, tâm mình thường thường rối loạn và sợ hãi. Do vậy trong một truyền thống Phật giáo, thiền tâm cũng như tịnh độ tâm có vấn đề trở niệm. Quý vị nghe tịnh độ tâm trở niệm, quý vị thấy thường rồi, Nam Mô Tiệm Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, mà lúc đó là la cái thiệt to để cho hương linh là tặng, là nó đừng có tặng loạn đâu cả, nó nghe Phật với đó. Khi đó làm gì? Hy vọng là nắm cái đó. Tâm của hương linh mà nếu như có một cái thói quen nghĩ về Phật thì lúc đó là trở chưa, cho nên là niệm Phật. Nhưng mà thông thường cái tập quán mà không có Phật thì khó nghĩ Phật lắm, cho dù ở bên tai có Phật bao nhiêu cũng chưa chắc được. Đó là cái vấn đề trở niệm lúc tâm. Còn thiền thì họ có một thói quen, họ có một việc làm, đó là gì? Lúc mà một hành giả sắp sửa mà một hơi thở thì các vị thiền sư ngồi một bên và thiền quán, thực hành cái thiền tứ niệm xứ theo dõi hơi thở, và dùng cái năng lượng để chuyển quán. Quý vị cũng biết rằng là cái chuyện này trong cái lúc mà Tịnh Phạn Vương mà 8 tuổi thì Đức Phật ngài cũng bên Đức Phật, và ngài cũng vừa là trở niệm cho vua Tịnh Phạn bằng cách là ngài ngồi thiền, và ngài cũng khuyến khích Tịnh Phạn Vương là hãy theo dõi hơi thở. Và quý vị biết là trong kinh xin lỗi quý vị, trong kinh Trung Bộ là có một cái kinh gọi là cấp cô độc, dạo dạy cấp lô độc. Thì vào lúc cấp cô độc sắp mất thì cái điều mà cấp cô độc hạnh phúc nhất đó là vào cái thời điểm đó thì chính tôn giả Xá Lợi Phất ứng cúng chánh pháp trong cái tăng đoàn của Đức Phật đến thuyết pháp cho cấp cô độc nghe. Và ngài đã thuyết thất giác chi, và nhờ cái giáo pháp thất giác chi cho nên cấp cô độc đã hoan hỷ và chứng quả A Na Hàm vào thời điểm đó. Lúc mà xả thân thì là cấp cô độc xả là chứng quả A Na Hàm quả về cõi cảnh của trời. Do vậy là quý vị biết là cái truyền thống mà nghe pháp được kim mất, cái truyền thống mà nghe niệm Phật được kim mất, và truyền thống ngồi thiền được kim mất, và là cái truyền thống mà Phật giáo chúng ta bộ pháp ta thường làm. Ở đây có một cái câu trong luận nói về ai tạo nghiệp ai gặp quả. Ở đây thì trong luận nói thế này: không có người tạo nghiệp hay là người gặp quả, tác ý là động cơ xuất phát được biểu hiện qua ba nghiệp thân cầu ý. Do vậy ý chính là kẻ tạo nghiệp, thọ cảm giác là kẻ gặp quả báo. Như vậy ở đây kết luận cho vấn đề này, để có câu này là lý do là
loại bỏ cái linh hồn, loại bỏ cái thần thức, loại bỏ cái bản ngã, trong cái vấn đề người tạo nghiệp và người ai. Và ở đây chỉ nói rằng là cái tác ý, tức là cái tứ tâm sở, cuối cùng qua thân khẩu ý chính là cái nhân tố đưa đến một đời sống mới hạnh phúc hay khổ đau. Như vậy là chúng tôi đã dạy xong, chia sẻ xong quý thầy cô những chủ đề, thì chúng ta chỉ còn 3-4 tuần nữa, cho nên ở đây là chúng tôi sẽ nhường tuần sau. Chúng tôi đến giờ là của thầy Tiến Anh, thầy Tiến Anh sẽ có 3-4 tuần để giảng dạy cuộc đời Đức Phật và chức tăng đoàn. Thì về câu mà câu hỏi khi làm bài kiểm khóa của quý thầy cô thì chúng tôi sẽ gửi. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng sẽ nói là quý vị nhớ rằng là không có cái phần phàm tu nào mà chúng tôi gọi là bỏ hết, nghĩa là học bao nhiêu thì thi bấy nhiêu, ngoài trừ cái phần mà chúng tôi ra làm tiểu luận giữa kỳ, tức là làm bài thu hoạch giữa kỳ, còn ngoài ra tất cả đều được thi. Và thu hoạch giữa kỳ vừa rồi quý thầy cô mà thầy nhuận minh cho tôi biết đề tài là gì, đề tài thu hoạch giữa kỳ là gì, bộ quần đúng không? Dạ vâng, ở đề tài vừa rồi là nói về liên hệ ngũ uẩn, cách tu tập của cái ngũ uẩn đó thôi. Rồi, như vậy thì về cái bài ngũ uẩn là cái bài đã việc thu hoạch, thì bài đó xem như đã thi rồi. Còn lại, bây giờ là chúng ta có chủ đề tứ đế, duyên khởi, rồi là vô ngã và nghiệp và nghiệp báo nha. Rồi nếu như mà sau khi thường tòa viết anh thầy về Đại Đức Tiếng Anh mà dạy xong mà còn thời gian, tôi sẽ dạy cái bài nhân quả và luân hồi. Nếu không có thì ta sẽ tham khảo. Bây giờ còn ít thời gian, ai có câu hỏi gì xin mời. Thầy Nhuận Minh bấm trước hỏi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy cũng như toàn thể quý thầy cô, thì thưa thầy cho con hỏi là cái mà nghiệp là có hành động có tác ý, vậy thì cái mà gọi là vô kỷ nghiệp á thầy, là cái mà vô kỷ nghiệp thì nó có mang đến gọi là cái nghiệp vô kỷ. Bây giờ cái từ vô kỷ nghiệp, vô kỷ là không có gì cả, mà không có cái gì thì không có nghiệp quả. Tức là ta nói quý thầy bây giờ quý thầy sẽ nghe những từ vựng mà xưa nay là nghe. Bây giờ về trầm tư mấy cái phần mà tôi nói là tôi đã giảng trong cái phần gọi là gì, là nghiệp cũ và nghiệp mới, rồi coi luôn phần mà cái phẩm mà hạt muối, phẩm công là cái phẩm hạt muối mà tôi đã giải thích từ sáng giờ. Về trầm tư đi, cái gọi là không có cái vô kỷ là gì, cái gì là vô kỷ là không ghi lại đúng không? Vô kỷ thầy hiểu cái gì, hiểu theo nghĩa vô kỷ là gì? Dạ, vô kỷ tức là mình không có cái tạo ý, không có tạo ý thì không có nghiệp nhé, ngang đó thôi, tư duy đây nhé. Dạ. Tạo ý không có nghiệp nhé, tư tâm sở, cetana nhé. Dạ, con có một cái câu hỏi nữa là thưa thầy là ví dụ như những cái con vật đó, như chó mèo hoặc là trâu ngựa chẳng hạn, khi mà nó chịu tác động của cái nghiệp, tức là nó bị đòi xuống làm vật á, thì trong cái quá trình khi mà nó sống thì nó ví dụ chẳng hạn những con sư tử chẳng hạn ăn thịt, thì ví dụ những hành động của nó thì nó có phải là nó đáng tạo nghiệp không, hay là nó chỉ là đáng chịu cái nghiệp và hành động theo bản năng thưa thượng tọa? Mình bây giờ mình cãi đó là mình sẽ nói thế này, con người thì ăn cơm không? Và cái thế giới mỗi thế giới thì nó có một cái văn, cái có một cái gì, có những cái điều kiện thích ứng của nó. Ví dụ như bây giờ ở đây mình uống nước chữ thiên, thấy nước của mình là gì, là bùn thì bây giờ chữ thiên nói là tụi nó uống bùn nhưng mà nên uống nước. Cho nên cái cảm nghiệp của từng từng loài thì nó có những cái tương ứng như thế, có tương ứng về cái cảm nghiệp từng loài. Còn cái nó tiếp tục sống như vậy thì nó tiếp tục là trôi lăn trong sinh tử mãi. Nhưng mà có những cái chúng sanh mà gọi là súc sanh á, mà có cái điều kiện sống trong những môi trường, ví dụ như nó là ở trong chùa, có những con chó, con mèo nó ăn chay, thì nó có thể thay đổi được. Nó có thể là
chuyển hóa được. Chuyển hóa đấy là theo cái quan điểm của mình, theo cái nhìn của cái giáo lý giáo nghiệp, nghiệp Phật giáo. Và cũng mình có thể nói rằng là trong một cái hành động đưa đến cái nghiệp quả và thác thai vào một cái đời sống nào đó, thì có một cái thời đoạn, có một cái thời gian, một cái thời điểm họ chịu quả báo đó, giống như ngựa tù, và sau cái thời điểm đó nó hết thì có thể họ chuyển hóa. Còn mà là cái nó thức ăn thức uống như vậy á, là thí dụ như nó giết, là nó buộc lòng phải sinh tồn, cái bản năng sinh tồn, thì nó ăn uống như vậy, thì trong cái mà chúng ta nói cái tạc ý ở đây, mà nói đến cái này cũng hơi tương đối là gọi là nói hơi xa một chút, là nó tạc ý không phải là giết người để thỏa mãn, giết người bị thú, giết hay là giết sức hoặc bị thu, mà vì bản năng sinh tồn cho nên nó ăn, thì nó khác với cái của mình đó. Có cái giải thích của thầy như vậy. Minh Hiền chạy rồi. Thầy Huệ Bình. Dạ, môn Phật, con bạch thượng tọa, con đây ạ. Rồi. Dạ, môn Phật. Dạ, con xin lỗi, tại vì con thì con có hai câu hỏi. Là câu hỏi thứ nhất là liên quan đến đề thi mà lúc nãy con nghe thượng tọa có dạy qua đó. Thì con thấy đề của mình là con đường của đạo Phật là nhằm giải thoát sự trói buộc của nghiệp, tức là sự trói buộc của ngũ uẩn. Thì con nghĩ là cái chìa khóa chính của cái câu này là con đường của đạo Phật là giải thoát khỏi sự trói buộc của nghiệp, thì tức là mình nói về bát chánh đạo hoặc là tứ niệm xứ, mà tại sao nó lại liên quan tới ngũ uẩn? Con nghĩ ngũ uẩn chỉ là một cái cụm từ để mình phân tích thêm thôi, chứ thưa thượng tọa thì con không biết là cái khổ đau của con khổ đau là chấp vào ngũ uẩn, khổ đau là chấp vào ngũ uẩn, giải thoát về nghiệp là giải thoát ngũ uẩn, giải thoát này mà rơi khỏi nghiệp là rơi khỏi ngũ uẩn, là rơi khỏi nghiệp, là rơi khỏi cái sự trói buộc. Bây giờ có việc rằng là đi tu gì thì bằng vào ngũ uẩn mà tu thôi. Nên là muốn là giải thoát tu tập là phải chúng phải bạc chánh đạo đâu, mà giờ định về bạn thành đạo được, mà khi mà đi vào động thì nguồn này dai không. Cô nhìn xuống cái phần của tu nguồn, cô thấy của tu nguồn là gì, bao nhiêu cái phần tu nguồn học tu cho đến hoan nghiêng là bạc nhà nói cái gì không liên hệ dạ, tính không ạ. À vậy thôi, ngang đó dạ, tính không. không nói nữa hay ngang đó thôi, còn từ làm đi nhá. Dạ mô Phật, còn câu hỏi thứ hai con xin hỏi thưa thượng tọa. Dạ, lúc nãy khi mà học nói về các cảm thọ, dạ thì con thấy là thường là có đề cập đến là cái ngày Anapanasika đó, tức là ngày cấp cô độc đó, thì nói về cái cảm thọ của ngài khi mà nghe cái bài kinh Thất Giác Chi thì ngài chứng vào tam quả. Thì con có thể nhận định như thế này được không ạ? Tại vì con nghĩ là các cái bậc thánh từ tam quả cho đến Đức Phật thì mới không có còn cái cảm thọ về khổ nữa, tức là khổ về thân đó, thì cái nhận định của con như vậy là có đúng với lại cái hiểu mà của bài dạy không thưa thượng tọa? Trong bây giờ mình phải phân tích cái anaham quả thì đó cái gì, anaham quả còn cái gì mấy con? Dạ thì con nghĩ là nó phải đoạn thân. Dạ. Còn năm hà phân kiệt sự thế này, năm phần thân kiệt sự là xong rồi hả? Dạ. Anh biết chưa? Dạ rồi, con cảm ơn thượng tọa. Phật rồi. Thầy Huệ Bình. Đồng Phật, con bạch thượng tọa. Con bạch thượng tọa, hôm trước con nghe có đoạn thượng tọa nói là hình như là chỉ có thân nghiệp với khẩu nghiệp là ấy là quả báo, còn ý nghiệp không có quả báo không ạ? Làm gì có chuyện đó. Con nghe như vậy phải không ạ? Không phải đâu. Có ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, ba cái nghiệp đều đưa đến quả báo. Nhưng mà cái tác ý á, tức là ví dụ khi theo suy nghĩ đó là chưa đưa đến nghiệp, nhưng mà quyết định thực hiện cái ý đó, thì quyết định mà làm cái đó là ý nghiệp, nghe không? Mà cái đó nó sực thể hiện qua gì, thân và khẩu, đúng không? Nhưng vì, đúng không? có một số trường hợp chỉ do ý nghiệp cũng gây đến quả báo bạch thượng tọa. Cái gì ý nghiệp nó quả báo là cái nào? Vậy chứ trong kinh bạch thượng tọa ví dụ như có trong... Dạ. Kinh nhà kinh nào mình nói rõ ràng. Bạch thượng tọa trong kinh đó là trong kinh số hình như là số 83 trong tập Bảo Tạng. Là cái gì? Nói cho rõ ràng, thay vì nói thượng tọa, cái kinh đó là có một tên trộm thượng tọa. Tên trộm là sắp định bị đưa ra pháp trường khi thấy Phật sinh tâm hoan hỉ. Mà nhờ
nhờ cái công đức của hoan hỷ đó mà sau khi mạng chung được sinh về cõi trời, sau khi về cõi trời rồi thì quan sát ra nguyên nhân gì mà được được cái quả báo về. Nên nó bị trời đó là do cái tâm niệm hoan hỷ. Có chứ không, có thì bây giờ tôi nói về thầy, tôi nói về thầy là cái kinh Phật cụ số 2 thôi, thầy có đi đâu chứ sai. Đọc kinh Phật cụ số 2, phẩm Phật mài số 2 là tâm dẫn đầu cả Pháp, tâm làm chủ, tâm tạo nên, nói hai hành động và tâm ý thanh tịnh. Thì nói về câu chuyện của Bà La Môn trẻ đó, và nhờ nhìn tác ý như vậy mà sinh về quả chư thiên. Vì đọc đó lên nghe thầy. Dạ. Yeah. Không có quả đâu được nha. Khi mà nghỉ xong được một quyết định á, một hoan hỷ á, thì lúc đó mới có quả nha. Tác ý đó, quyết định. Con thầy về đọc Phật cụ thứ hai đi nha. Ý là con là vậy, nghĩa là ý nghiệp nó cũng có gây đến quả báo bạch thường tọa. Có chứ sao không có. Đó là ba nghiệp mà, thân khẩu ý. Về đọc cái bài kinh đó cho kỹ nha. Yeah. Rồi, Phật Lan. Dạ mô Phật bạch thường tọa. Con khóa 13 thường tọa. Bây giờ con muốn con muốn nộp bài cho thường tọa, con nộp qua cái cổng BBU được không thường tọa? Con khóa 13 hả? Dạ. Con đang ở đâu? Dạ con đang ở học viện chùa Thanh Tâm. À, chùa Thanh Tâm. Gửi qua quá đoạn được, họ sẽ gửi cho thầy. Vậy con gửi qua bên khóa 13 mà bên cổng thường tọa. À, rồi họ đã liên hệ với thầy rồi, họ về liên hệ về thầy rồi, thầy họ sẽ gửi cho thầy. Bởi vì thầy là nhiều bài của thầy có yêu cầu là thầy chậm đến họ kiếm rồi thì họ sẽ có cái giải pháp với thầy. Con cứ gửi đi, con cứ chậm đi, gửi đi, cái có gì rồi họ sẽ báo cho thầy nha. Dạ dạ mô Phật con đợi ơn tương tọa. À, thưa quý thầy cô, chỉ còn 2-3 phút nữa mà chúng ta hết giờ. Ý điều mà nay mai thì tôi sẽ cho cái quý thầy cô một số câu hỏi gợi ý thôi. Câu hỏi gợi ý nghe, chứ không phải là câu hỏi thí nghe. Nào, câu hỏi gợi ý để quý thầy cô có cái cách để cái xương mà soạn nha. Và để cho quý thầy cô có cái hướng mà soạn từng cái bài một. Và nhớ rằng là mỗi bài của quý thầy cô làm, vì làm ở nhà cho nên cũng giới hạn, chứ đừng có làm dài thường thường mà khiến cho cái người là tôi bối rối nha. À, quý thầy cô cũng làm trong văn bài cho đến 4 trang tối đa nha. Còn có gì thì tôi sẽ liên hệ quý thầy cô lại khi mà tôi thầy viên anh dạy xong, tôi sẽ có cái xin giờ để tôi liên hệ. Nhưng mà đừng lo lắng, chừng đó vấn đề đó quý thầy cô, chừng đó vấn đề đó, nhưng mà đó là Phật học. Cô Huệ Hương Tuệ. Tại con muốn hỏi về đề thi là trong đề thi này có cho là con đường diệt khổ của đạo Phật đó, thì cái này có phải là đề cập với đạo đế và liên hệ với nghiệp chọn quả không? Tôi sẽ không trả lời cái này, là quý vị về có thử tư duy ra làm sao cho tôi. Vừa rồi là cô Minh Hiền vừa hỏi tôi rồi, tôi trả lời rồi nha, tôi không trả lời nữa nha. Cái gì trùng đạo tôi không trả lời. Hơn nữa là tập tư duy đi, đừng bắt tôi phải nói hết. Và có tư duy nó mới bung sáng ra. Yeah. Rồi như vậy là thôi được rồi. Chúc quý thầy cô sức khỏe nha. Rồi nhẹ nhàng, thi cử nhẹ nhàng, không có gì lo lắng hết. Mà quý thầy cô thi là thi làm sao? Ngồi tại nhà thi hả? Thi làm sao? Cô Minh Hiền. Thi làm sao? Hình thức thi làm sao? Dạ con, bạn con là học bên chuyên Anh đó, thưa thượng tọa, khoa Anh đó, thì bạn con cũng thi trên Zoom ạ. Có 4 môn chuyên ngành của bạn con là thi qua Google Form đó, thưa thượng tọa. Với lại một môn pronunciation bạn con thi qua vấn đáp oral trực tiếp luôn thưa thượng tọa. Ừ, Phật học phải luôn thì thi là online luôn hả? Phật học thầy khái luận cái môn này là làm bài thu hoạch nhỏ nộp về cho cổng thông tin BBU thưa thượng tọa. Làm không có thời giờ hay là tự do hay là làm có thời gian? Dạ bài thu hoạch vừa rồi á, bài thu hoạch vừa rồi là không có thời gian, nhưng mà bài kiểm tra của có thời gian đó nghe, học bắt đi trực tiếp đó nghe, online á. Dạ. Cho nên quý thầy tôi nói để quý thầy cô đừng có chủ chủ quan mà ngồi mà không thi online là tưởng là tự làm gì làm, là thi online. Mặc dù quý thầy cô thi ở nhà nhưng mà thi online trực tiếp và thời gian quý thầy cô cũng chỉ có là như là 90 phút hay sao đó. Quý thầy cô nhớ cho nghe, thành ra là chuẩn bị cho cẩn thận nghe. Rồi thôi, chúc quý thầy cô sức khỏe, an lạc và
À, cẩn thận trong dịch nhé, mô Phật Di Đà Phật. Rồi tuần tới quý thầy cô sẽ học một vị mới nhá, Di Đà Phật. À, mở micro để chúng ta. Đó chỉ được sở kiến thành gì? Em không Rồi xin chào quý thầy cô và Di Đà Phật. Cái chuyện kiếp sinh thức thì chúng tôi kỳ vừa rồi chúng tôi cũng nói kiếp sinh thức là cái tên của nó còn gọi một cái tên khác gọi là hướng ấm, là cái nó là một trong ba cái yếu tố để theo kinh Trung Bộ là nó là ba trong một trong ba yếu tố để sinh thành cái đời sống mới. Cái nghiệp kiếp sinh thức này tức là nghiệp thức, mà nghiệp thức ta là ở đây nghĩa là như Trung Bộ đã nói đây, nó cũng tương đương với cái tác ý, là một cái nghiệp mà đưa đến cái đời sống mới thì có cái tác ý. Và kết quả của tác ý đó tức là nghiệp thức, còn kiếp sinh thức đó là cái cách mà dùng nhiều từ khác nhau nhưng mà chỉ cho một cái một trong ba yếu tố chính để đưa đến cái sự một đời sống mới. Bây giờ còn một điều chúng ta sẽ bàn luận ở đây, đó là thông thường chúng ta thường rất có nhiều cái thắc mắc, anh là không có cái linh hồn, ta không có một cái thức đầu thai, không có cái gì gọi là bản ngã cả. Vậy thì có giữa cái đời sống cũ và đời sống mới một cái liên hệ như thế nào? Và cái nghiệp cũ nó có ảnh hưởng gì đến cái đời sống mới của chúng ta hay không? Làm thế nào để mà phân biệt được, làm thế nào để biết được cái đời sống, cái đời sống quá khứ, tức là nghiệp quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, và ảnh hưởng như thế nào, ảnh hưởng cho đến lúc nào? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nắm vững để chúng ta không có là hiểu ngộ nhận về cái điều thứ nhất là ngộ nhận về nó, thứ hai là đôi khi chúng ta cứ cái gì chúng ta cũng đổ thừa cho cái nghiệp quá khứ cả. Thông thường thì cái kiểu nghiệp mà mọi chuyện mà đổ thừa cho nghiệp quá khứ đó là một cách hiểu, cứ có chuyện gì mà bất an, có cái chuyện gì mà không vừa ý, có cái chuyện gì mà đau khổ, lập tức chúng ta nói là đó là cái nghiệp quá khứ thôi, cứ như thế mà gánh mà chịu. Cái cách gì đó là cách nhìn gọi là tiêu cực. Bây giờ trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói hai cái điều, đó là nghiệp cũ và nghiệp mới. Vậy thế nào là nghiệp cũ? Thì đây là cái định nghĩa chính trong kinh nói ra. Này các đệ tử, quán là nghiệp cũ được tác thành, được tư biển, được cảm thọ, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Như vậy, ở đây trong kinh xác định rằng những cái thân ngũ uẩn của chúng ta mà trong này là sáu căn, tai, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là cái nghiệp cũ. Nhớ rằng sáu căn không phải là nghiệp cũ, mắt, tai, mũi, lưỡi không phải là nghiệp cũ, nhưng nó được tác thành do cái nghiệp quá khứ nó tác thành. Mắt, tai, mũi, lưỡi hiện tại chúng ta không phải là cái nghiệp của cũ, nhưng mà chúng ta có được nó, có nó là bởi vì do cái nghiệp cái nghiệp quá khứ tạo thành. Nói khác đi, nghiệp quá khứ có tác động và ảnh hưởng đến sáu căn, môi trường và hoàn cảnh thọ thai của cái đời sống mới. Ví dụ bây giờ quý thầy cô và chúng tôi có cái nơi thọ thai khác nhau. Ví dụ người thì ở núi, người thì ở dưới biển, người thì ở thành phố, người thì ở là nơi phồn thịnh, người thì ở nơi khó khăn.
Vậy thì tất cả cái đó là có cái ảnh hưởng của nghiệp quá khứ. Đây là cái khác nhau về cái hoàn cảnh, về môi trường họ thai. Vậy cái mà người mà sinh vào nơi cực khổ như vậy là cái nghiệp quá khứ nó dẫn dắt như vậy, đưa đến cái tạc cái đời sống như vậy, chuyển phải không có. Hoặc là cái người sinh ra đẹp, người sinh ra xấu, người sinh ra đầy đủ các căn, người sinh ra thiếu các căn, tất cả cái đó là bị chi phối bởi cái nghiệp quả của quá khứ, bởi những cái hành động của quá khứ. Có những cái người mà sinh ra có một cái thân tượng đẹp đẽ, có một cái hoàn cảnh tốt đẹp, có một cái môi trường tốt đẹp, đó là nhờ cái phước, cái quả báo của nghiệp quá khứ nó dẫn dắt đến như vậy. Cho nên cái này là quý vị thấy cái hoàn cảnh của hiện tại quý thầy và quý cô và chúng tôi, đó là nó có một phần của nghiệp quá khứ. Và cái nghiệp quá khứ này là nó phải nói rằng là nó rất là, nhìn theo cái phương thức này thì thấy rằng nó rất là gọi là khoa học. Ví dụ như quý thầy có việc trong một gia đình hai anh em sinh đôi đấy, đó là nghiệp quá khứ dẫn dắt cùng cái cùng như vậy. Nhưng mà có người thông minh, có người là chậm chạp, có người lại là khéo, có người là vùng vân vân, có người học thì thuộc liền, có người là học khoai cũng thì cái này là do cái nghiệp quá khứ nó tạo ra. Đó là cái nghiệp quá khứ. Và cái nghiệp quá khứ này á, nó ảnh hưởng như thế nào, nó ảnh hưởng đến đời sống ta ra sao trong hiện tại, thì cái lời Phật dạy cho chúng ta biết đó là gì. Đó là cái nghiệp quá khứ này nó dẫn dắt chúng ta vào đó, vào một cái môi trường hoàn cảnh, môi trường để thọ thai, hoàn cảnh thọ thai rồi là gì, cái căn nghiệp. Nhưng mà nó chỉ có tác động từ đó, ngang đó và chấm dứt ở đó. Bây giờ là chúng ta sẽ đi vào từ đó về sau thì nó là nghiệp mới. Cho nên những việc mà quý thầy cô đang làm đấy là nghiệp mới chứng và là nghiệp cũ. Đức Phật dạy này các vị theo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại đang làm việc gì với thân, với lời, với ý, đây là nghiệp mới. Vậy thì tất cả những gì chúng ta đang làm thì cái này là không phải do ảnh hưởng quá khứ mà là nghiệp mới của chúng ta. Dĩ nhiên là luôn luôn có tác ý. Chúng ta có thể thay đổi được cái nghiệp cũ. Ví dụ như ngày hôm qua chúng ta làm là một nghiệp cũ, thì hôm nay chúng ta muốn thay đổi đó, chúng ta làm với thân, với lời, với ý, với tác ý để thay đổi nó thì là nghiệp mới. Cho nên để bằng cái cách đó Đức Phật xác định rằng nghiệp cũ có ảnh hưởng đến đời sống chúng ta, những ảnh hưởng trong lúc mà chúng ta đã thọ thai xong, nhận cái thân ngũ uẩn này xong, và từ đó về sau là việc gì mà làm với thân, với lời, với ý thì cái đó là nghiệp mới. Đó là cái lưu ý quan trọng để chúng ta lý giải vì sao có những cái sự khác nhau giữa người này và người kia, vì sao có sự khác nhau giữa môi trường là sinh, môi trường là thọ thai, rồi là hoàn cảnh thọ thai. Có nhiều người mà sinh vào nhà giàu, có người sinh vào nhà nghèo, có người sinh vào giai đoạn cái gia đình trí thức, có người gia đình nông dân vân vân. Cái đó là do cái nghiệp quá khứ này dẫn đến. Đó là cái lưu ý quan trọng để biết được cái nghiệp quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái các loại nghiệp. Và quý thầy cô biết là cái nghiệp, các cái loại nghiệp này thì theo luận mà nó lý giải thì có đến 90 cái loại nghiệp. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu những cái loại nghiệp nào mà nó gần gũi với chúng ta, và chúng ta là nó chi phối chúng ta, và chúng ta thấy được, và chúng ta hiểu được, và chúng ta có thể thay đổi được. Còn đi vào trong thuật ngữ thì sau này quý thầy cô ai quan tâm đi vào trong luận, ví dụ câu xã luận trong đó có một cái chương về nghiệp, hoặc là trong cái cả cái bộ luận khác, thì ở đây trước tiên chúng tôi có dẫn ra như vậy là bảy loại nghiệp. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu phân tích. Đầu tiên cái loại nghiệp thứ nhất mà chúng ta phân tích đó là ba nghiệp về thân, nghiệp thân, nghiệp lời và nghiệp ý. Đó là cái loại mà chúng ta hàng ngày chúng ta sống với nó, chúng ta làm với nó, chúng ta hành động với nó.
chúng ta tạo ra cái hiện tại và tương lai, đó là nghiệp thân, nghiệp lời và nghiệp ý, thân nghiệp, cộng nghiệp và ý nghiệp. Và trong cái thân, và ở đây có một cái loại thứ hai, đó là vật nghiệp và mạng nghiệp. Nghiệp mà dân nghiệp và mạng nghiệp này nó giải thích cho cái sự sai khác của chúng ta trong hiện tại, sai khác từ cái môi trường sống, từ hoàn cảnh sống, từ cái cảm nghiệp, thì cái này gọi là nó giải quyết cho cái bằng mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại. Và chính cái dân nghiệp và cái mạng nghiệp này nó tác thành sự khác nhau giữa mọi con người, giữa mọi cái hoàn cảnh. Đầu tiên là dân nghiệp là những cái tác động, nó dẫn dắt tâm thức đi vào trong cái cảnh giới tương ứng để mà chịu cái quả báo tương ứng. Cái này là cái dân nghiệp. Ví dụ là cùng sinh trong một cái, có cái phước báo sinh vào cõi cõi người, đó là dân nghiệp. Và nó sinh trong cõi người thì cõi người của chúng ta là quý vị biết á, là nó rất nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, vì giống như những cái nước văn minh tiên tiến nó khác với cái nước là châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc vân vân, thì cái cõi người chúng ta tạm là nó có năm châu. Và quý cô nào mà chưa tắt micro, quý thầy nào chưa tắt micro tắt nghe, bởi vì trong lúc mà chúng tôi dạy mà cả lớp đang học thế này mà quý vị cứ nói chuyện và đôi khi cũng nít cũng nói la bất ồn trong để trưởng vô cùng nhé. Trở lại vấn đề cái dẫn nghiệp là nó có một cái cảnh giới tương ứng với cái nghiệp quá khứ của chúng ta. Cảnh giới con người, cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh. Thì những cảnh giới này là tương ứng với cái nghiệp quá khứ, tức là những cái kết quả của quá khứ đưa đến cái cùng chung một cái hoàn cảnh, cùng chung một cái môi trường. Cái đó là do dẫn nghiệp. Nhưng trong cái dẫn nghiệp này nó có một cái gọi là mạng nghiệp. Mạng nghiệp vì sao mà nó có cái mạng nghiệp này? Bởi vì cùng sinh trong một cái thế giới có người, cùng sinh trong một cái xã hội, trong một quốc gia, nhưng có sự khác nhau giữa con người này với con người khác. Còn những cái người sinh vào trong những cái gia đình giàu có, còn những cái người sinh vào trong những gia đình nghèo khổ, còn những người sinh vào nơi những cái văn hóa văn minh cao, còn những người sinh vào những nơi thiểu gọi là văn hóa nó thấp kém, còn những người sinh vào nơi có vùng nóng, gọi những người sinh vào những cái khu vực nó lành vân vân, thì cái này gọi là mạng nghiệp. Mạng nghiệp là dẫn dắt sự khác nhau, cùng chúng dẫn nghiệp nhưng mà khác mạng nghiệp. Mạng nghiệp là gì? Đó là những cái nghiệp tác động sự hưởng thọ khác nhau giữa con người với con người đùng cùng chúng một dạng nghiệp. Nghĩa là con người cùng sinh vào trong cuộc đời này, nhưng đó là cái nghiệp chung, đó là cái dạng nghiệp. Nhưng mà có trong con người này thì có nhiều người có phước đức hơn, có người nhiều ước ít phước đức hơn, có người làm việc tội nhiều hơn, có người làm tội ít hơn, vân vân. Thì cái này nó đưa đến những cái gì? Cái sự thái khác, cái sự sai khác trong khi đi vào là thọ cái đời sống mới trong một cái hoàn cảnh, trong những hoàn cảnh. Dẫn nghiệp dẫn dắt chúng ta đi vào thế giới loài người, đó là cái dẫn nghiệp, đó là cái tương ứng chung. Nhưng mà mạng nghiệp thì nó chi phối cái sự hưởng thụ khác nhau, thông minh, sang hèn, vân vân. Như tôi còn nói khi hồi, đó là gì? Hai anh em sinh đôi, nhưng mà người có thông minh, người không thông minh, người rất là khéo, người rất là vùng, người học rất mau nhanh, nhanh nhớ, người học chậm nhớ. Tất cả đó là gì? Mà dẫn nghiệp là giống nhau, sinh ra một gia đình. Nhưng mà mạng nghiệp là bởi vì mỗi người có một phước đức khác nhau trong cái quá khứ, cho nên có những cái chi phối khác nhau, hưởng thọ khác nhau. Đó là cái mạng nghiệp. Đây là hai cái ý nghĩa của nghiệp mà chúng tôi nghĩ là rất là
có cái giá trị để chúng ta giải thích những cái thắc mắc của chúng ta, những cái trăn trở chúng ta vì sao là tôi và cô cũng sinh như thế mà tôi nghèo cô giàu, thì cả này là cùng chung một vận nghiệp là sinh vào thế giới làm người, nhưng mà khác cái mạng nghiệp là những người mà có thể có những cái phước báo lớn hơn thì là có những cái kết quả khác nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài kinh Tiệu Nghiệp Phân Biệt và Đại Nghiệp Phân Biệt của thầy cô sẽ thấy là vì sao cái mạng nghiệp nó khác nhau. Chúng ta sẽ xem tìm hiểu trong đó. Đó là cái loại nghiệp thứ hai. Cái loại nghiệp thứ ba mà chúng tôi trích để chia sẻ với thầy cô đó là những cái nghiệp mà trên cái đường tu tập mà chúng ta chứng đắc được, chúng ta đạt được. Và trong cái này thì có bốn loại nghiệp. Những cái quả vị, những cái kết quả mà chúng ta có thể đạt được trên con đường là tu tập, học tập của chúng ta, hành vi của chúng ta. Và cái loại thứ ba này nó có bốn loại. Thứ nhất là hữu lậu nghiệp. Nghiệp thiện giúp cho người sanh thiên. Hữu lậu này là quý thầy có biết là nó sinh trong cái thế giới của chư thiên, của dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì hữu lậu là cái còn sinh tử luân hồi. Vì cái thì chúng ta cùng làm 10 cái thiện nghiệp thì chúng ta sẽ sinh vào cái cõi của chư thiên. Và cõi của chư thiên thì quý thầy có biết á, là không phải là cái cảnh giới mà nó giải thoát, mà đó là một cảnh giới nó tốt đẹp hơn cảnh giới của chúng ta. Chúng ta có thể giải thích như thế này. Ở trong cái thế giới này, thế giới con người này, thì có những người giàu, có những người nghèo, có những người dư ăn, có những người thiếu ăn, thì chúng ta có thể biết rằng là cái cảnh giới mà hữu lậu, cái hữu lậu nghiệp này á, là nó tạo ra cái sự khác nhau như vậy. Và cái hữu lậu nghiệp này á, là nó có thể tạo ra một cái đời sống tương lai tốt đẹp, nhưng nó vẫn chịu sinh tử luôn. Cho nên trong kinh quý vị nhớ rằng là trong cái kinh Lăng Nghiêm buổi sáng của thầy cô hãy tùng á, mà gọi là gì, ngài A Nan ngài có phát nguyện là gì, là nguyện không sanh vào các cái thế giới hữu lậu, ngài nguyện không làm cái đến Bồ Tát, ngài chỉ nguyện là giải thoát giác ngộ. Bởi vì cái gì mà còn trong cái thế giới của chư thiên, cái thế giới của hữu lậu, thì thế giới đó còn sinh tử luân hồi. Cho nên là cái làm việc thiện thì biết rằng là có kết quả tốt, nhưng nếu mà chấp nó thì chúng ta vẫn tiếp tục sinh tử luân hồi. Và đó là cái nghiệp mà đưa đến những cái phước báo lớn, nhưng mà còn sinh tử luân hồi, cho nên gọi là hữu lậu nghiệp, nghiệp thiện giúp cho người sinh thiên. Bất đồng nghiệp là cái nghiệp mà khi chúng ta làm thì nó thuộc, nó sinh vào cái thế giới của chư thiên ở sắc giới và vô sắc giới. Và cái này nó cũng sắc giới hay vô sắc giới gì thì như chúng tôi nói là nó vẫn là gì, sinh tử luân hồi, đó là chư thiên. Và quý thầy cô biết là trong cái kinh Tiểu Bộ, kinh Phật thuyết như vậy nhá, Iti Buttaka Nikaya, thì trong đó có một cái phẩm về chư thiên. Thì đây là cái kết quả mà chúng tôi nói với quý vị. Thành ra chúng ta không cầu chư thiên. Ngã kim chỉ tâm bất vị từ cầu, nhớ thiên phước bảo, thanh văn duyên giác, nại chỉ quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy ý tội thường thừa. Đây là gì? Đây là cái bài từ Lăng Nghiêm mà chúng ta tụng hằng ngày. Kim phát tâm bất vị từ cầu. Con này phát tâm là không vì những cái không cầu đến những cái quả là gì? Nhớ thiên, phước bảo của nhớ thiên. Thầy phước báo có thanh văn duyên giác, mà cho đến cái phước báo, cho đến cái quả vị của Bồ Tát mà duy trì là chỉ cầu cái vô thường chánh đẳng đẳng giác. Vì chư thiên sanh tử luân hồi, và khi chư thiên họ sanh lên trên đời, ra trên đời sống của cõi trời, thì họ có một cái phước báo họ hưởng. Nhưng đến lúc mà có nắm được suy tưởng hiện, thì biết là vì chư thiên đã sắp sửa là phước họ. Mà nắm được suy tưởng đó là gì? Đó là hàng ngày nếu như đói, nghĩ đến đói là có thức ăn, ngủ đến nghĩ đến mặc, nghĩ đến là quần áo là có đúng áo mới. Rồi nghĩ đến ngủ là tự nhiên có cái nơi để ngủ, vân vân. Nhưng mà khi mà hết phước
thì nắm cái điều nó báo trước là chư thiên hệ phước, đó là gì? Khi đói, khi muốn ăn thì không có thức ăn, khi muốn ngủ thì không có thức ngủ, quần áo tự nhiên dơ, nắp tự nhiên ra hôi, và tướng mạo tự nhiên xấu xí, đó là nắm suy tưởng hiện. Cũng như con người mà khi bắt đầu mà nắm suy tưởng hiện là quý thầy cô biết là sắp rửa chết là biết, cũng có thể có những dấu hiệu như vậy. Và chư thiên mà khi còn nắm suy tưởng hiện như thế đó, gọi dục giới, gọi sắc và gọi vô sắc, thì họ chúc nhau như thế này. Chư thiên đến họ chúc, vì chúc là cái vị thiên sắp sửa trăm tuổi sanh về một cái thế giới mà gọi là đáng được sanh, và nhận những cái điều mà đáng được nhận trong kinh tiểu trong tiểu bộ về kinh gọi là Phật thuyết như vậy. Và cái mà sanh về cái nơi đáng sanh đó là thế giới của cõi người, và nhận cái điều đáng được xứng đáng đáng nhận của chư thiên đó là Phật pháp. Và quý thầy cô biết, khi tôi phân tích cái này để biết rằng là nếu chư thiên mà được sinh vào cõi người, được nhận Phật pháp, đó là cái phước báo lớn của họ sau cái hệ Phật mà chư thiên. Và quý thầy cô đang có phước báo, đang có cái cải mà hơn chư thiên là không cần nữa. Cô Phật thượng tọa, máy thượng tọa sắp hết pin à? Dạ dạ, cảm ơn. Vì vậy là quý thầy cô nhớ là chúng ta đang có cái phước báo lớn. Chúng ta điều lại thứ ba, bất đồng nghiệp là cái nghiệp của hàng chư thiên sắc giới phật đắc giới. Nghiệp thứ ba là vô lậu nghiệp, là cái nghiệp mà không khiến chúng ta sinh tử luân hồi. Và cái nghiệp này là cái nghiệp mà khi mà làm những cái việc làm mà chúng ta không có chấp thủ, chúng ta không có gọi là có cái tuệ giác, có cái trí tuệ, có cái tuệ giác thì chúng ta sẽ không chỉ chấp thủ, thì chúng ta sẽ giải thoát. Và cái này gọi là gì? Cái những việc làm mà không đưa đến sinh tử luân hồi. Và cái điều thứ tư đó là cái bất tư nghi nghiệp, đó là cái việc làm của những vị đã giải thoát. Ví dụ như là các vị quý vị thấy trong cái kinh gọi là có những vị Bồ Tát họ nguyện không thành Phật để làm gì? Để mà cứu độ chúng sanh đang khổ đau, cái đại nguyện. Ví dụ như là ngài Địa Tạng, ngài là gì? À, chúng sanh đồ tầng phương chứng bồ đề địa ngục vì không thể bất thành Phật. Là ngài Địa Tạng là ngài gì? Ngài nguyện không thành Phật để độ tất cả chúng sanh, cho đến lúc mà chỉ còn một chúng sanh trong địa ngục ngài cũng là nguyện chưa thành Phật. Hoặc như cái ngài Quảng Thế Âm, ngài thề nguyện là các ngài mà Bồ Tát như ở thập đại chứng cái địa thứ 10 thì các ngài giải thoát hoàn toàn, nhưng mà không có thể không có nhập niết bàn để như vậy mà độ sanh. Cái này là bất tư nghi nghiệp, cái việc làm của các vị mà đã giải thoát thì không thể nói được. Đó là cái loại thứ ba. Thứ nhất là ba nghiệp thân khẩu ý, thứ hai là dập nghiệp và mạng nghiệp, và thứ ba là quả vị tu chứng trên con đường, có bốn loại. Và nghiệp thứ tư mà chúng ta cần phải biết đó là nghiệp theo công dụng hay theo công tác. Và cái nghiệp này chúng ta có bốn loại. Thứ nhất gọi là năng sanh nghiệp hay là năng sinh nghiệp, là cái nghiệp chi phối cái tái sinh đời sau của chúng ta. Cái nghiệp này nó là quyết định cái đời sống sau của chúng ta, có thể hiểu là cái nghề nghiệp đang sống trong hiện tại của chúng ta, những việc làm hiện tại của chúng ta mà nó chi phối đến đời sống sau thì gọi là năng sinh nghiệp, nghiệp chi phối đời sống sau của chúng ta. Cái loại thứ hai là năng tùy nghiệp hay còn gọi là duyên nghiệp. Cái nghiệp đi theo sinh nghiệp để duy trì và trợ duyên cái sinh nghiệp cho đến lúc mạng chung. Chúng ta có một cái nghề nghiệp chính để sinh sống, nhưng mà chúng ta có những cái việc làm để hỗ trợ cho nghề nghiệp chính đó thì ta tạm gọi là năng tùy nghiệp. Những cái nghiệp nó hỗ trợ, nó duy trì, nó trợ duyên cái việc làm của cái năng sinh nghiệp cho đến cái lúc chúng ta mạng. Ví dụ như chúng ta đang tu học, đang hành thiền, đang tu tập cái giới định tuệ, chúng ta có làm những cái việc thiền, chúng ta phát nguyện, phát tâm những cái đại nguyện, thì tất cả những cái mà nghiệp đó nó là chúng ta có thể hiểu là năng tùy nghiệp để nó hỗ trợ cho vấn đề tu tập của chúng ta.
cái loại thứ ba là nắng tiền nghiệp. Cái loại thứ tư trong cái công dụng này á, đó là nắng chướng nghiệp. Là cái nắng chướng nghiệp hay còn gọi là cái tiêu nghiệp, đó là gì? Đó là cái nghiệp mà có thể làm yếu ớt chậm trễ hay là ngừng lại cái sự kết thành sinh nghiệp. Có những cái việc làm của chúng ta có thể tà, có thể nhận, có thể không, có thể nhận nhanh, có thể nhận chậm. Và tất cả cái nhận hay không nhận, nhanh hay chậm, yếu hay mạnh, là cái này là cái tác động của nắng chướng nghiệp. Ví dụ như là quý thầy có biết là làm việc ác có thể là đọa vào địa ngục ngay. Nhưng mà do việc có những cái nắng tiền nghiệp để giúp đỡ làm những cái việc thiện, cho nên nó làm cho cái nghiệp ác đó nó chín muồi chậm đi. Nó làm cho cái việc ác đó yếu ớt hơn. Hoặc đôi khi nó có thể thay đổi cái nhân tố của cái nghiệp ác hay là nghiệp thiện. Vì vậy chúng ta có thể làm những cái việc mà chúng ta không có kết quả. Bởi vì sao? Bởi vì cái nắng chướng nghiệp này nó làm tiêu, nó làm như là tiêu tan, nó làm chậm lại, nó làm yếu ớt. Cái này chúng ta có thể là thấy có những người mà đang làm việc ác, nhưng mà họ chưa có gọi là nhận cái kết quả, như những cái hậu quả của việc ác đó. Bởi vì là cái nắng chướng nghiệp này nó tác động, nó làm chậm trễ, nó làm yếu đức. Và có những người có thể là nó không có tác động. Ví dụ như có những người làm những cái sai lầm, nhưng có những công đức người ta xét, người ta thấy như vậy, thì người ta là gì? Người ta có thể là kết án ít đi, có thể là giảm nhẹ đi, mà đôi khi có thể là gì? Có thể cho hưởng án treo. Đó. Thì những cái này là kết quả của nắng chướng nghiệp. Và cái thứ tư là nắng đoàn nghiệp. Nắng đoàn nghiệp là cái nghiệp mà làm tiêu diệt cái năng lực của sinh nghiệp. Cái nghiệp mà làm cho hủy hoại, cho tiêu tan tất cả những cái nghiệp mà cái sinh nghiệp là. Ví dụ như cái này chúng ta có thể hiểu qua cái bài kinh Angulimala trong kinh Trung Bộ Ba. Thì ngài Vô Não là ngài đã từng là đi sai con đường theo ngoại đạo, và ngài đã làm tổn thương đến mạng sống rất nhiều. Mà theo cái luật nhân quả đó thì Angulimala có thể sẽ bị cái kết quả quả báo đó. Nhưng mà do sau này nhờ có cái thiền duyên gặp được Đức Phật hóa độ, và ngài đã nỗ lực tu tập tu chứng cái A-la-hán quả. Do vậy là ngài không có chịu cái kết quả là bị trả nghiệp về cái nghiệp giết hại. Ở đó ngài cũng có bị một số nghiệp, cái dư nghiệp, dư bảo. Ví dụ như ngài đi khất thực, không bao giờ ai cho ngài có đủ đồ ăn, cho nên thường thường ngài Đức Phật với là Xá Lợi Phất hay sang sớt cái thức ăn đi khất thực về cho Angulimala. Và thậm chí có những lúc mà ngài Angulimala, tức là Vô Não, đi khất thực về, có những lúc là bình bạc bị họ đập, có những lúc là ý hầu bị họ xé, có những lúc là bị đập bị thương, tất cả cái dư bảo. Nhưng mà cái nghiệp mà ngài phải chịu, đáng lý ngài phải chịu đó là ngài phải trải quả báo, ngài làm cho người ta khổ đau vì chết. Nhưng mà giờ nhờ cái gì? Nhờ ngài gọi là tu tập, và ngài đoàn trừ được cái, ngài chứng ngã là hạn, cho nên ngài đoàn trừ được cái gì? Không có trả cái nghiệp đó. Đây là nắng đoàn nghiệp. Đây là mặt tích cực. Còn cái mặt tiêu cực thì nó, quý vị biết là chúng ta đang tu tập ở đây, và chúng ta có thể làm những việc Phật đức, nhưng mà chúng ta có bị nắng đoàn nghiệp này, bị một cái nghiệp mà gọi nó làm cho tất cả những cái nghiệp lực đó, nghiệp cái thiền nghiệp đó nó mất cả. Nó làm cho cái là cái những cái thiền nghiệp nó mất đi cả. Do vậy á, là cái nắng đoàn nghiệp này nó có hai cái mặt, một mặt là tiêu cực, một mặt là tích cực. Mặt tiêu cực đó là những cái việc làm có thể nó hủy hoại tất cả cái phước đức của chúng ta, mà trong kinh Lăng Nghiêm nói là gì? Nhất niệm sanh tâm khởi, nắng thiêu công đức lâm. Một cái sanh tâm mà khởi lên là đốt cháy các rừng công đức. Cái này là gì? Nó đốt cháy vì nắng đoàn nghiệp nó mạnh quá, nó nhộ, nó làm nhộ tầng gốc rễ của các thiền nghiệp.
Do vậy là quý vị biết là cái năng đoạn nghiệp này, quý vị ngày hôm qua quý vị có thể làm những cái việc bất thiện, việc sai lầm lớn, nhưng chúng ta bằng cái năng lực, bằng cái quyết tâm, bằng cái sách cải tạo, chúng ta làm những việc thiện và chúng ta xóa mờ những nghiệp ác và tạo ra một cái năng đoạn nghiệp mà có thể thay đổi toàn bộ kết quả ngày hôm qua. Đó là bốn loại nghiệp theo cái sức mạnh, theo cái công dụng của cái nghiệp, ta gọi là nghiệp theo công tác hay nghiệp theo công dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái nghiệp, cái loại nghiệp thứ năm là nghiệp theo sức mạnh. Nắm cái và bốn cái này, bốn nghiệp này nó là cái mà chúng ta cũng sống hàng ngày về nó và có thể phạm vào này. Và nghiệp theo sức mạnh này thì có bốn loại. Cái loại thứ nhất gọi là cực trầm nghiệp, hay là vô giảng nghiệp, hay là ngụ nghịch nghiệp. Và là tạo vào mà rơi vào cái này rồi thì chúng ta biết là dứt khoát không sám hối được, không thay đổi được, chỉ có là chịu quả thì kết quả của nó mà thôi. Và nếu quý thầy có hỏi lý do vì sao thì cái này chúng ta biết rằng là Đức Phật dạy pháp nghĩ như thế, chỗ này chúng ta không có thắc mắc được. Bởi vì khi ở trên nói có thể là thay đổi được, nhưng mà có năm điều không thay đổi được nếu như phạm vào. Cho quý thầy cố nhớ, thứ nhất là giết cha, đây là cái tội mà không bao giờ thay đổi được. Thứ hai là giết mẹ, đây là cái tội mà không bao giờ thay đổi được mà phải chịu cái kết quả của nó. Ví dụ như trong kinh Trường Bộ có một bài kinh là Sa Môn Quả, vua A Xà Thế khi đang làm vua thì sau khi mà ông đã vượt qua được sai lầm, ông đã thấy hội hận, ông bắt đầu đi học đạo thì ông may mắn gặp Phật, thì lên ông đã đối diện Đức Phật trong bài kinh gọi là Sa Môn Quả. Và ông rất thông minh, ông nghe pháp ông hoàn toàn là có những cái pháp lạc. Thế nhưng sau khi mà nghe bài pháp xong rồi thì ông ta ông cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Xong Đức Phật còn nói thế này: nếu A Xà Thế mà không phạm vào cái tội giết cha thì đã chứng quả A La Hán, đã chứng quả sẵn rồi. Vì vậy mắc vào cái tội giết cha là một, giết mẹ là hai, là hai cái tội không thể sám hối, bất hiểu là không thể sám hối. Vì vậy quý thầy cố biết đó là ta nói cái nguồn gốc của thiền căn đó là tâm hiểu. Và người tu mà không có hiểu là người đấy là đặng là chỉ có là hình dạng thôi, người gọi là chỉ có hình dạng tu sĩ, cho cái thiền căn chặt đứt rồi. Nên quý thầy cô nhớ, nhớ phải là luôn luôn kính trọng cha mẹ, luôn luôn phải hiểu đạo của cha mẹ. Còn nhiều vị tu sĩ, một vài người tôi biết, vì cái xuất thân nó nghèo, cha mẹ có hoàn cảnh, khi đi tu rồi vào có được cái nhờ cái thời gian ở chùa nó là phước báo Phật tử, rồi khi mà nghĩ về đến cha mẹ tự nhiên thấy mất cười. Và có nhiều người là không dặn cho cha mẹ lên vì sợ người ta thấy cha mẹ mình xấu, cha mình mẹ nhà mình đen, như thế là sẽ làm tổn thương đến cái vị trí của mình. Đây là một trong những cái điều gọi là phi nhân, đây là những cái điều mà Đức Phật cô trách vô cùng. Cho nên quý thầy cô tu là phải hiểu đạo. Mà cái hiểu đạo của người tu sĩ ở đấy á, là quý thầy cô phải nhớ rằng là làm trong cái khả năng cho phép mà Đức Phật dạy. Ví dụ như mình có hiểu đạo về cha mẹ thì những việc gì Phật cho phép làm thì làm, những việc gì Phật không cho phép thì đừng làm. Đặc biệt đừng lấy cái tiền của đàn ná tiện thị mà về xây nhà lầu, xây hơi cho cha, xây nhà lầu cho cha mẹ, rồi đem cái tiền của đàn ná tiện thị mà về mà nuôi dưỡng gia đình. Đó là những cái việc làm phi, gọi là phạm pháp. Và người ta ngày nay người ta hay nói cái nhà chùa mình là cái nghề giàu có. Có nhiều người là đi tu một thời gian là về gia đình là phất lên. Và điều đó là cái điều mà hoàn toàn nó không còn mang cái ý nghĩa tu hành gì cả, mà đáng là biển như nghề tu hành trở như người tu trở thành cái nghề. Cha mẹ mình đau ốm mình phải lo lắng, cha mẹ mình thiếu thốn mình phải lo lắng, cha mẹ mình bình tâm mình phải lo lắng, mình phải săn sóc, cần thì mình phải cúng dường. Nhưng mà trong cái phạm vi cho phép, chưởng phải là lấy tụ đàn na tiện thị, lấy của là già lám về làm của tư, rồi là xây nhà xây cửa từ hào từ mà, những điều đó là những điều tội lỗi và sau này là phải là chịu cái quả báo rất xấu, thăng long ở lộ để mà chịu quả báo.
Và cái nghiệp thứ ba mà có trong cái cực trọng nghiệp này đó là gì? Đó là diệt cha diệt mẹ, diệt A-la-hán. Nếu như mà chúng ta mà diệt A-la-hán, đó là một cái tội mà không thể sám hối, không thể thay đổi, mà chúng ta phải chịu cái quả báo đó. Cái thứ tư là phá hòa hợp tăng. Đây là cái tội mà cực kỳ nguy hiểm. Và chúng ta sống mà tạo ra sự bất hòa trong tăng. Cái bất hòa bình thường nó cuộc sống thì không sao cả, mình có những ngộ nhận không sao cả. Nhưng mà nếu như mình làm và nhờ để cho cái một cái tổ chức tăng già phân thành ba đến gọi là thù hận với nhau, thì cái đó gọi là phá hòa hợp tăng. Và phá hòa hợp tăng là gì? Dứt khoát là đọa địa ngục. Có nhiều người là họ đang làm chuyện đó, họ đang là củng cố cái của mình để là cái giáo phái của mình, để là có thể làm tổn thương đến cái tổ chức của tăng đoàn. Và đó là cái tội mà sẽ đòi. Và cái tội thứ năm là làm thân Phật chảy máu. Dĩ nhiên về cái mặt là về cái mặt mà ý nghĩa đến á, làm thân Phật chảy máu đấy á, thì chúng ta trong thời của Đức Cha của chúng ta thì không có Phật. Và người vì cái nghĩa này cho nên đôi khi vị Phật tử mà có thể làm vô tình mà làm cho Phật, có thể tưởng Bồ Tát có thể bị thương hay là bị sức mẹ gì đó thì sợ hãi. Cái đó thì cái vô tâm chúng ta không có làm, chúng ta mà vô tâm thì không có tội gì cả. Nhưng mà đối với cái tượng Phật và chư vị Bồ Tát thì chúng ta cố gắng là trân trọng, kính trọng, phải làm thế nào để bảo vệ, đừng có để sức mẹ, đừng có để có những tổn thương. Mà vì những cái này là mặc cái một nghĩa đấy. Nhưng mà nghĩa bẩm là làm cái tâm thật kẻ mạo đấy là gì? Đó là chúng ta là làm cho cái cơ thể Phật pháp này nó có những cái tổn thương, làm cho cái Phật pháp nó ảnh hưởng, nó suy đồi. Do vậy ở đây có năm nghề nghiệp mà chúng ta biết là không thể sám hối, cực trọng nghiệp: diệt cha, diệt mẹ, diệt a la hán, làm thân Phật chảy máu và phá hợp tăng. Đây là cực trọng nghiệp. Nghiệp theo sức mạnh thứ hai là cần tự nghiệp, là nghiệp mà lúc lâm chung. Và cái nghiệp này nó cực kỳ quan trọng. Và nghiệp này nó là hướng dẫn, nó ảnh hưởng, nó dẫn đến cái sự tái sinh. Vậy bây giờ cái gì dẫn đến tái sinh? Chúng ta có thể nói đó là cái cần tự nghiệp. Cái việc làm cuối cùng mà khi chúng ta xả cái bảo thân này để sanh để nhận một cái bảo thân khác, cái đó là gọi là cần tự nghiệp. Và cái việc làm cuối cùng này nó vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái đời sống tương lai của chúng ta, nó ảnh hưởng đến trường tái sinh. Và cái trường tái sinh, khi nào trường tái sinh này là quý thầy cô nhớ là gì? Đó là cái đưa đi một cái đời sống mới. Và thường thường chúng ta hay bị lầm lẫn là linh hồn, cái thần thức. Không, cái này không thể gọi là linh hồn, là thần thức hay là cái ngà, mà nó là cái tác ý cuối cùng, một việc làm cuối cùng có tác ý nó đưa đến tái sinh. Và chính cái việc làm cuối cùng có tác ý này do thân nó khẩu, do lời là ý mà nó đưa đến cái đời sống mới sau. Và ở đây chúng ta phải lưu ý thế này: vì sao mà tôi nói mình là quan trọng? Cái cần tự nghiệp là cái việc làm cuối cùng. Và khi mà nó đến đây thì chúng ta phải nhớ đến cái lời Phật dạy đối với các vị tỳ kheo. Đức Phật nói này các tỳ kheo, mà người sống trong bao lâu? Vị tỳ kheo thứ nhất là bạch Thế Tôn, mà người sống trong một ngày. Đức Phật nói người chưa hiểu đạo. Khi Đức Phật hỏi vị hỏi câu rằng mà người sống trong bao lâu, thì vị tỳ kheo thứ hai này, mà người sống trong bữa ăn. Đức Phật nói người chưa hiểu đạo. Đức Phật hỏi vị thứ ba, mà người sống trong bao lâu? Đức vị thứ ba, thì vị kheo thứ ba nói là mà người sống trong một hơi thở. Vậy thì quý thầy cô biết là chúng ta phải nhớ rằng là đời sống chúng ta nó do hơi thở vào, hơi thở ra, do cái tầng gần. Cái cần tự nghiệp này không phải là đời già chết mới có cần tự nghiệp, mà cái cần tự nghiệp này chúng ta phải luôn luôn nghĩ nó có thể xuất hiện trong hơi thở chúng ta lúc này có một giờ khác không có. Giống như quay COVID-19 vừa rồi, chúng ta thấy cái cần tự nghiệp này khủng khiếp lắm.
những người đang mạnh khỏe như vậy nó đùng một cái COVID cả giờ trước giờ sau đi. Cho nên cần từng nghiệp này là cái chúng ta sống là phải cảnh niệm tỉnh giác. Người tu hành luôn luôn phải thấy rằng là vô thường, cái chết nó cần về trong từng lúc. Và vì vậy cho nên chúng ta luôn luôn phải sống tích cực, luôn luôn phải sống phải làm việc thiền, luôn luôn phải nghĩ đến thiền, luôn luôn phải nói điều thiền. Chứ không phải là hôm nay thôi mình lỡ rồi mai mai mình làm được. Và cứ hèn hò như vậy thì cần tự nghiệp này là cái vô thường nó đến. Là nó sẽ là làm chúng ta tất cả những gì chúng ta tạo được thiền nghiệp tu tập nó sẽ bị đốt cháy, bị ký gọi gì cái nghiệp cái nắng đoạn nghiệp nó tiêu trừ đi cái cần tự nghiệp này. Cho nên quý thầy cô phải luôn luôn trân trọng cuộc sống, bởi vì cái cần tự nghiệp là cái nghiệp việc làm cuối cùng này nó có thể xuất hiện ngay trong đời sống của chúng ta. Và chính cái này cần tự nghiệp này nó đưa đến cái gì, đưa đến cái đầu ta. Bây giờ ngang đến tập nhà chúng có thể nói lập lại cái này, nhưng ở đây tôi nói với quý thầy cô lại một chút để nếu sao mà không lập lại thì cái cần nghiệp tức là cái việc làm có tác ý cuối cùng chính là cái đưa đến đầu thai, mà không phải là thần thức, không phải là ngã, không phải là gì tất cả. Và cái việc làm có ý thức này, có tác ý này nó vô thường, lúc thì thiện, lúc thì bất thiện, lúc thì là tốt, lúc thì xấu, lúc thì từ tâm, lúc thì sân tâm. Và vì vậy cho nên nó không có cái gì nhất định. Ví dụ lúc giờ trước mình có thể nghĩ thiện, nhưng mà 6 cái tâm 6 giờ đó mình sân si, mình nghĩ cái ác, thì cái việc ác mà lúc mà đang làm đấy mà rụt thế thở thì cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy ở đây tôi chỉ nhắc lại là gì, thì cần tự nghiệp là cái nghiệp nó giật đi. Chúng ta đi vào cái kinh đại nghiệp chúng ta đã thấy cái này nó lại càng ví diệu nữa, mà chỉ có cái giáo lý cái mà nghiệp của đạo Phật nó mới khác người ta như thế. Cái nghiệp thứ ba, cái nghiệp thứ ba mà trong cái nghiệp thất sức mạnh đó là cái tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp quý thầy cô hay nói tập quán nghiệp là cái việc làm theo thói quen. Một cái việc làm theo thói quen thì ta gọi là tập quán nghiệp. Ví dụ như một cái người có một thói quen dậy sớm, cái tập quán nghiệp đó nó được xây dựng chứ không phải là tự nhiên mà có. Một người mà luôn luôn là nghĩ cái gì cũng nghĩ đến việc thiền, việc lời của người khác, cái đó là có một cái quá trình xây dựng tạo thành cái nếp, tạo thành cái thói quen, người ta gọi là tập quán nghiệp. Có một người mà hở đường dằn cái nội sân, nội si, nội tham lên, cái đó là cái tập quán nghiệp. Cho nên cái tập quán nghiệp là gì? Cái này chính là cái mà việc làm hàng ngày của chúng ta. Những hành động, những lời nói, những việc làm nó tác thành cái thói quen. Nó tác thành cái gọi là gì? Cái nhân cách của con người. Cho nên một người mà sân si không phải từ nhân mà sân si, mà đó là tích lũy những cái giờ phút sân si, những lời nói sân si, những hành động sân si, rồi nó biến thành cái cá tính, biến thành cái nhân cách. Tâm nhiên một người mà sân si là biết người tập quán nghiệp rất nặng, do cái nghiệp sân nghiệp si nó được gọi là kết thành của quả trong sân đó. Và quý thầy cô tu là gì? Tu là tu nhắm vào cái tập quán nghiệp mà tu. Hằng ngày nhìn thẳng vào trong tập quán nghiệp này mà tu, xem thử là cái tập mình tu như thế này mà hôm qua mình sân si một chục sân hai chục si nữa, mà hôm nay mình cũng như thế, thì việc mình chưa tu gì cả. Tu là thay đổi cái tập quán này, thay đổi cái tập quán nghiệp cũ xấu thành những cái việc làm, những cái nghiệp, cái tập quán nghiệp mới tốt. Hôm qua hờ đâu là mắng đó, hờ đâu là giận đó, thì hôm nay chúng ta phải kềm chế. Nhìn vào một người tu sĩ, một cái người có tu là người mà luôn luôn làm việc kềm chế, luôn luôn là phải nói cái từ tâm, luôn luôn là phải thương người, luôn luôn phải hướng đến cái mục đích đó là chuyện mà chuyển hóa cái tâm thức của mình để làm cho mình là mỗi ngày mỗi tội hơn người tu. Cho người tu gì hôm qua sân một ngày nay sân mười, mặc chiếc áo mà làm thầy làm sao mà cũng là tu được. Cho nên người ta nói là gì, muốn biết anh có tu hay không tu là nhìn vào cái tập quán nghiệp của anh. Thở tham hai tham một chục, tham hai chục tham là biết tập quán nghiệp anh còn nặng. Một người mà luôn luôn chạy theo danh vọng địa vị, luôn luôn nói đến chức vụ, để quyền hàng, đến bằng cấp, để là những người cái tập quán nghiệp rất cực kỳ nặng. Người tu là người ta gọi là gì? Người là phải tránh tài danh tánh thực thủy. Chẳng phải là người ăn rồi thì chạy tránh đuốc một cái đó, người hướng thuộc cái đó. Như vậy là chẳng tu gì. Đang làm cái việc là gì? Tôn giáo mà thôi. Nên quý thầy cô nhớ là gì?
cái việc làm của người tu. Vì thầy cô thấy là các hòa thượng, các đức, các cái bậc mà trưởng lão của chúng ta, các ngài tu rất là rõ ràng. Khi nào nghĩ cái điều gì cũng nghĩ đến lợi ích của chúng sanh, khi nào làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của giáo hội của chúng sanh, khi nói cái điều gì cũng luôn trân trọng trách nhiệm. Quý vị, quý thầy cô thấy vừa rồi chúng ta có một cái bậc cao tăng vừa trăm tuổi, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ, ngài là pháp chủ, mà quý thầy cô biết á, là ngài sống một đời sống mẫu mực, gương mẫu, và ngài tự gọi ngài là tăng nông, người thôi tu làm ruộng. Vì mà đi vào, có vị nào mà có đã từng đi vào trong cái phòng của Đức Pháp Chủ mà ở đó, không thể tưởng tượng được một vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội Phật giáo, cao nhất của giáo hội Việt Nam, linh hồn của giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong cái phòng chỉ có 4 mét vuông, trong cái phòng chỉ có một cái giường, chỉ có là cái nền rất giống như là những người bình thường, sa di bình thường. Và tôi có may mắn được một lần ra để mà đặng lễ được ở bên ngài, và tôi xúc động, tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi cảm thấy rất vô cùng là an lạc khi mà chứng kiến, trực tiếp chứng kiến Đức Phật Chủ, trực chứng kiến thấy cái đời sống mẫu mực của ngài. Ngài tạo nên một cái tập quán nghiệp, một cái gọi là một cái cuộc sống mẫu mực. Cho nên quý thầy cô bây giờ người tu là phải làm thế nào mà đời sống, lời nói này, việc làm này, hành động mỗi ngày có một cái thói quen tốt, đó là luôn luôn mình sống theo đúng với cái tinh thần của Đức Phật, thay đổi cái tính tình, thay đổi cái lời nói, thay đổi cách tư duy, vì cái đó là tạo nên cái tính cách của một người tu sĩ. Thầy tu gì mà cứ mà nói tu, nhưng mà chúng ta luôn luôn quá bảo, chúng ta luôn luôn sân đi, chúng ta luôn luôn nói lão, chúng ta luôn luôn làm những cái việc lợi ích cho cá nhân, như vậy thì cái tập quán nghiệp quá xấu. Và quý vị biết rằng là cái tập quán nghiệp tốt có thể giúp chúng ta hoàn thiện lúc màng màng chúng, bằng ngược lại và cái nghĩa thứ tư, cái nghiệp thứ tư trong cái tích lũy nghiệp, trong cái nghiệp thứ tư mạnh là tích lũy nghiệp. Đây là tích lũy là gì? Là cái chỗ cái việc làm là được tích lại, nó được chữa lại, nó được là làm những việc nhỏ để lần lần được tích lũy lại. Cái là gì? Cái tích lũy nghiệp, cái chỗ chữa đừng các nghiệp, cái này nó ảnh hưởng đến tương lai. Vì trong lúc mà cái thành tựu nghiệp nó sinh ra, nó đến thì cái nghiệp nào mạnh nó sẽ xuất hiện cái thành tựu nghiệp. Ví dụ như cái nghiệp ái nó mạnh thì vào lúc mà sắp sửa chết là sợ, và sợ mất những người thân, mất của cái ái mà. Mà một cái những cái người mà nặng về sân thì những lúc mà sắp như vậy là sợ hãi sân hận lên. Cho nên quý thầy cô biết á, bốn cái nghiệp này là bốn cái nghiệp mà chúng ta có thể quan sát mỗi ngày trong chỉnh cái đời sống, lời nói, việc làm của chúng ta. Cho nên tu là hằng ngày trở lại quan sát cái cực trọng nghiệp, cái tập quán nghiệp, cái tích lũy nghiệp để chuẩn bị cho cái cần tự nghiệp. Đây là cái loại nghiệp thứ năm. Cái loại nghiệp thứ sáu đó là nghiệp theo quả báo, gọi là nghiệp quả. Có cái loại cái nghiệp làm là chiều ngay, có kết quả ngay, cái là hiền báo. Bây giờ ra giết người là bỏ tù ngay, cái này là hiền báo. Ăn cắp là bị còng tay ngay, là hiền báo. Thấy không nào? Chơi dao là chạy máu ngay, là hiền báo. Mà cái này á, là một trong ba cái nghiệp về quả báo. Ví dụ như trong cái kinh có một cái, trong một cái đoạn kinh có nói thế này. Có hai vợ chồng cùng thời Đức Phật, mà hai vợ chồng thì có được một cái tấm thải để che thân để đi ăn xin.
vừa đi thì chồng về nhà ở trong tháp phát hiện một cái tháp ở ở trong bức tường, và cứ mỗi ngày như vậy là chỉ còn một tấm vải che thân tập, và cũng có được biết rằng là thể cúng dường bộ thì sẽ có phước đức, nhưng muốn bỏ gì ngoài bức tường ngoài cái tấm vải che thân đó thì một hôm hai vợ chồng đang ở sau bức tường thì Đức Phật ngài đi ngang, ngài đi và chư tăng đi ngang như vậy thì hai vợ chồng thấy như vậy. Thì nghĩ đến cái chuyện cúng dường sẽ được phước đức, mà nếu như cúng dường cái cả dưới đó cũng đi cúng cái tấm vải che thân thôi, mà cầm vải che thân thì lấy gì mà xin ăn. Hai vợ chồng đang đợi, và cuối cùng cứ nói cúng chư Phật cúng Đức Phật sẽ có phước báo, sẽ đừng lo. Nếu như chúng ta mà không có gì ăn thì chúng ta bỏ thân này để sinh về thế giới khác gặp bạn khó hơn. Vậy là hai vợ chồng quyết định là cúng cái khăn tang, cúng cái tấm vải ra cúng Đức Phật, mà chúng con cúng dường Đức Phật. Mà cái việc làm đó mà làm xong thì cái câu chuyện đó được đồn đến tai của vua Sa Thế, vua không được nhớ là vua nào, và Đức Vua liền nghe là đem tới cho mấy chục bộ đồ hai vợ chồng, cho nên cả đó là hiền bảo làm gì là có kết quả liền. Cái loại thứ hai, cái nghiệp quả thứ hai là sinh báo, là làm bây giờ chúng ta làm những việc ác, nhưng mà chúng ta vẫn có cái gì, vẫn có thể sống phè phè, vẫn sống là giàu có. Hiện tại rất nhiều người là đang sống là ác, đang buông gian bản lần, đang tham nhục, đang hối lộ, đang làm những việc sai lầm mà vẫn tự giàu, vẫn tự nâng ngang, là cái đó là nghĩa sinh bản. Có nhiều người đang làm việc thiện mà vẫn nghèo, cho nên nói sao tôi làm việc thiện ngoan mà tôi vẫn nghèo, cho nên họ nói là cái quả báo nó cũng có, nó không có thông minh, nó không rõ ràng, nó không đạm. Một việc làm này trong kinh Tăng Chi Đức Phật có dạy để giải thích cho cái việc sinh bản này, là có một cái người làm nông, những cái mùa trước họ làm rất là năng nổ, chăm chỉ, cần cù, và họ làm họ gặt hái được rất nhiều kết quả, và họ tích lũy cái quả đó, cái tài sản đó. Nhưng mà mùa này họ không làm, và họ ăn rồi họ đi chơi, họ tiêu xài, họ hưởng thụ phong phú, mà tiền là họ vẫn có. Có nhiều người nói vì sao cái anh làm đó không làm gì cả, ăn chơi rồi phung phí, làm những việc bất thiện, vì sao như vậy? Như vậy là quả báo không có. Không phải bởi vì những người đó làm nông, những người làm báo đó là họ làm nông nhiều mùa rồi, họ tích lũy được cái phước báo, tích lũy được cái kết quả, và bây giờ họ đang xài cái kết quả, cái tiền bạc, cái tài sản của họ làm những mùa trước. Còn những cái gì họ đang làm trong hiện tại thì cái đó kết quả cho đến cái gọi là sinh báo. Còn những người bây giờ mới làm việc thiện, mới bổ thí phẩm thánh được thời gian, mới làm những việc đó, và cứ thấy cái cây mới trồng xuống mà họ sót quả chưa ra. Tôi trồng thấy cái xoài rồi mà trong năm tôi không trồng, tôi chưa có quả ăn, tôi trồng không ăn, còn giống như không trồng quả mà không có kiếm quả. Và những người mà đang làm việc thiện đến đời hiện tại mà chưa có kết quả, bởi vì sao? Bởi vì quả chưa chín, sinh bảo nó chưa chín. Do vậy, để cái điều này lý giải, có những người làm việc ác mà vẫn sống phay phay, nhưng mà phay phay đó rồi thì đến một kết quả nó sẽ đến. Ví dụ như những cái ông mà quý thầy cô thấy là bây giờ là vô tù tội, giám đốc ngân hàng, rồi là thử đường, nào là bồ, nào là giám đốc, giám việc đủ thứ. Trong thời gian trước ấy, tham nhũng, hối lộ, móc ngoặc, đánh bạc, bây giờ trong thời gian cái kết quả nó chín mùi, bây giờ bỏ tù cả. Theo cái đó, chúng ta nhìn cái đó chúng ta có thể lý giải được những người bây giờ, những người làm quan làm quyền, những người đang giữ chức vụ mà họ làm việc sai trái, họ vẫn phay, không phải họ không nhận kết quả đâu, sớm muộn gì rồi công thủ tạm cũng sẽ trong họ thôi. Những cái vị mà đang sống mà sai với giờ được thì sớm muộn gì rồi các vị cũng kết quả bảo thôi. Những người nào mà đang sống khi mà đang có cái tài vị đó, đừng tưởng rằng là muốn năm vài bữa nữa là gọi là kết quả, bây giờ đâu, cả đâu gọi là sinh bảo. Hầu bảo là gì? Hầu bảo là những cái kết quả mà đã nhiều đời, bây giờ chúng ta thường chịu. Ví dụ như bây giờ có những người đang làm việc thiện, gặp những cái chuyện bất đắc, gặp những cái chuyện khó khăn, gặp những chuyện vô gọi là bất như ý, và chúng ta nói là sao người này tu tập, người này làm việc thiện mà nó khổ đau,
Như vậy là không công bằng. Cái đó là những việc những người đấy đang làm là kết quả nó có, nhưng mà chưa chín. Còn những cái kết quả chín trong quá khứ là nó là đến lúc người ấy phải trả. Nó về những cái câu chuyện này, quý thầy có thấy cái hậu báo, sinh báo, hiện báo này để giải thích cho những cái vấn đề mà chúng ta tưởng rằng nó không có khoa học, nó tưởng rằng bất công, nhưng không phải không. Ví dụ vừa rồi chúng tôi có vô tình lên trên mạng thấy có một cái thầy nào đó nói về cái chuyện của ca sĩ Phi Nhung. Nên tôi chỉ nói về cái nghiệp thôi nha, còn chuyện cá nhân các vị tôi không có nói. Các vị không biết thông tin sao mà nói rằng là vì sao Phi Nhung làm cái thiền như vậy, sống như vậy mà bị Covid mà nó. Nhưng các vị ấy không hiểu được cái giáo lý hiền bảo, sinh bảo và hậu bảo. Và quý vị ấy không thấy cái kết quả của ca sĩ Phi Nhung đáng được, mặc dù này chưa có chín muồi lắm. Bởi vì khi mà ca sĩ Phi Nhung mất thì người cô là người mà được mọi người tất cả kính trọng, yêu thương và để lại những cái, cô để lại những cái sự gọi là thương tiếc vô bờ. Trong nước, ngoài nước, ngay cả vấn đề tôn giáo, ngay cả vấn đề tổ chức xã hội, người ta nghĩ cô như là một cái việc mọc về cuộc sống này. Ai không chết, ai không chết. Nhưng mà có những người chết rồi là còn bị lên lạng, còn bị chỉ trích. Có những người chết để làm việc bao nhiêu tang thương, việc bao nhiêu chỉ gọi là gì, cái lòng thương mến đối của người ta đối với. Và cái đó không là chứng tỏ rằng cái việc làm của là ca sĩ Vĩnh Dũng đã có kết quả. Cái đó là cái phước báo cho nó sao là kêu thiếu phước đó. Cho nên những cái vị không hiểu về hiền báo, sinh báo, bầu báo, quý vị đó họ nói không có hợp lý. Cái nghiệp thứ tư ở trong cái nghiệp theo nghiệp quả này đó là định nghiệp. Định nghiệp thì cái nghiệp nhất định nó phải có kết quả. Đây là cái nó nằm trong cái ngũ nghịch tội, hay trong là cái gì, vô giảm nghiệp. Là tức là asatatu là gì, là xả thế, là dứt khoát cái quả báo nào, nên là không thể thay đổi được. Giống như ngài quý vị biết có trong cái giới tu sĩ của mình có ngài Devadatta, tức là ngài Devadatta, và ngài là một trong những vị đại chứng tứ thiện. Ngài là một vị phong vinh xuất chúng, ngài là một vị giảng sư mà thành lập được, ngài tách rời ra tăng đoàn của Đức Phật, đã thành lập nên một vị giáo đoàn về. Và ngài tu được tự thiện, chứng được tự thiện. Vậy quý vị biết đến lúc ngài lâm băng chung, ngài chính toàn ngoại đọa vào địa ngục. Cho nên cả đây á, hỏi vì sao? Vì cái là phá hoa hợp tăng, đã khiến cho tăng đoàn của Đức Phật là chia chẽ thành đôi, và cuối cùng để kiểm soát lại không một quyền liên lý thuyết phục mà đi hóa đồ cả cái vị trí theo đi sai đường để trở về về cái tăng đoàn đó. Cho nên ngay cả cái vị chứng tử thiên đấy mà rồi mà cũng đã cái nghiệp gọi là phá cái nghiệp hoa hợp tăng. Cho nên những cái ánh nào mà đang sống ngoài đào mà lén lộ vào trong cái tăng đoàn, những ánh đó sẽ đòa đến người. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái vị mà chứng tử thiên ở đấy nói một chút tên quý vị là hiểu lầm. Khi mà ngài Devadatta ngày mất, ngài bị đi về bị trại quả báo địa ngục, thì ngài một kiên liếng đã đến thăm hỏi, thì ngài Devadatta nói bạch thế tôn, về bạch thế tôn rằng là cái Devadatta đang ở địa ngục nhưng mà tâm đang ở từ thiện. Tất nhiên là ngài hoàn toàn không có vấn đề gì suy tưởng từ ngài, không có làm ngài đạo Phật, nhưng mà đó là kết quả nhất định. Vì vậy chúng ta phải vô cùng cẩn thận khi mà làm cái tăng đoàn bị bất định nghiệp, nghiệp quả như quả phải chịu mà không thay đổi được. Cái khác với cái định nghiệp đó là bất định nghiệp. Bất định nghiệp là cái nghiệp có thể thay đổi, không dứt khoát lãng tồn là phải bị lãng tồn. Thì nghiệp quả còn để thay đổi, có thể là chịu, có thể là không chịu, có thể chịu nặng, có thể chịu nhẹ, có thể gồm một tội mà nhiều người chịu ít, người nhiều chịu nhiều. Và những cái này nó ảnh hưởng là do tùy nghiệp và đoàn nghiệp. Tất nhiên là cái này là nó bị ảnh hưởng theo cái công tác, theo cái nghiệp, theo công tác. Đó là có hai cái nghiệp nó chi phối cái nghiệp lực của chúng ta,
đó là tùy nghiệp, là những nghiệp đi theo nó hỗ trợ cho cái sinh nghiệp. Và cái bản nghiệp nó có những việc làm nó cắt đứt đi cái kết quả của những nghiệp quá khứ. Đây là cái mà nằm trong cái nghiệp theo công tác, cái công nghiệp. Do vậy, có những nghiệp nó không phải dứt quả phải trả. Giống như là ngài vô nạp, ngài vô đi mà làm, giết người nhưng mà ngài không đền mạng. Ngài chỉ có là bị những cái dư bạo nhẹ nhàng thôi, bị đập đánh hoặc là bị xé áo hoặc là bị bỏ đói về vân vân. Nên và cái bất định nghiệp này là khi mà nó thay đổi kết quả là do hai cái nó làm cái thay đổi, đó là tùy nghiệp và đoạn nghiệp. Tùy nghiệp là những cái việc làm hỗ trợ trong đời sống chúng ta, nó có thể làm thay đổi cái nghiệp. Và cái đoạn nghiệp là những cái việc làm có thể làm cắt đứt cái thiện nghiệp hoặc là cái bất thiện nghiệp. Và cái bất định nghiệp này là cái thời gian mà không có xác định, có lúc nó sớm, có lúc nó muộn, có lúc nó có ngay, những lúc là vài ba cái đời sống nó mới xuất hiện. Đó là cái bốn cái nghiệp mà chúng ta, năm cái nghiệp mà chúng ta cần phải lưu ý: thiền báo, sinh báo và hậu báo, định nghiệp và bất định nghiệp. Bây giờ chúng ta đi vào một cái loại nghiệp mà chúng ta nói dưới trước. Bây giờ chúng ta mới xác định cái biệt nghiệp và cái cộng nghiệp. Biệt nghiệp là cái nghiệp riêng của mỗi cá nhân, cái cảm thọ riêng của mỗi cá nhân. Sinh trong một gia đình, mỗi người có một nghiệp khác nhau, có một khuynh hướng sống khác nhau, có một sở thích khác nhau, có một ý chí khác nhau. Cái đó là biệt nghiệp. Như một người có sống trong một cái hoặc trong một cái môi trường mà có người được thương mến, có người bị ghét, có người là bị đánh đập đổ thì cái đó là biệt nghiệp. Nên biệt nghiệp này á, là nó nói lên, nó có thể giải quyết, nó giải thích được bằng cái bài kinh tiểu nghiệp phân nghiệp về sau, đó là do cái những kết quả quá khứ mà có thể tác động đến. Và cái biệt nghiệp này là cùng một việc mà có người, mỗi người cảm nhận khác nhau. Ví dụ như vì câu chuyện trong Trịnh Kiều á, lúc mà Hoàng Thư biết là chồng mình là thúc sinh là có giam giữ với Kiều, cho nên bà Hoàng Thư bà nổi ghen lên, bà bắt Kiều về làm mà đứng ở trong nhà rồi còn một hôm bắt Kiều ngồi đánh đàn cho hai vợ chồng nghe. Mà thúc sinh là thương, là người là yêu thương Kiều, thương Kiều vô cùng, mà thấy vợ mình là Hoàng Thư là hành hạ bắt ngồi định đường cho hai vợ chồng nghe, mà gọi là hai cái đầu móng tay này chạy máu, mà một bên thì ngồi cười thỏa mãn, một bên thì là gì, là khóc thầm thầm cùng trong một tiếng tớ đồng, người ngoài thì cười nụ. Đó là Hoàng Thư thỏa mãn, người trong khóc thầm là thúc sinh thương Kiều, yêu Kiều mà không biết làm sao vì sợ Kiều. Cho nên cùng trong một sự việc mà mọi người cảm nhận nhau. Bây giờ tôi nói đắc vào xã hội một chút. Bây giờ thì dụ như một cái tai nạn xảy ra thì ông công an không đến, ông không nghĩ đến cái chuyện gì khác ngoài là đi để cái gì để xem thử ai có lỗi, xe nào có lỗi, rồi là tài xế nào có lỗi, người nào chạy sai đường đúng đường. Đó là bộ phận ông công an. Bộ phận của cái ông bác sĩ tôi đã coi cái anh này là gì, anh này là có bị thương nặng, bị thương nhẹ, có nguy hiểm hay không, vân vân. Rồi có những người mà nhìn thấy cái tai nạn như vậy, ôi sao thương quá. Nhiều người thì nói rằng là gì, ôi sao cái đồ này chạy ẩu thì chết ráng chịu. Và mỗi cùng một sự việc mà tùy cái tâm thức của mỗi người mà cảm nhận nó khác nhau, tức là cả họ cá nhân khác nhau, thì ta gọi là gì, là biệt nghiệp. Một việc xảy ra, người tu thì cảm thấy vô cùng thương, cảm thấy là thương mến và tìm cách để giúp đỡ. Nhưng mà những người mà ích kỷ, họ nhìn kẻ khác đói cỡ nào thì họ cũng cứ là gì, tóm góp tiền của nhân dân mình. Là quý thầy cô thấy trong cái COVID-19 này khổ đau từ 200 năm nay, vậy mà có những biết bao nhiêu mạnh thường, biết bao nhiêu thì tổ chức, biết bao nhiêu cá nhân
ăn tận độ tiền độ và ca đã giúp cho người dân, nhưng mà ở đó cũng có những con người lòng tham vô đáy, ích kỷ, cua vơ vẹt của dân, làm của riêng, bán xuống già, mua một bản bảo 10, làm gì để làm lời cả nhân. Cho nên cùng trong một sự việc khổ đau của chúng ta như thế, người thì thương, người thì lợi dụng, người thì vô cảm, ông chết mặt ông tôi vừa sống động chuyện lại cho tôi. Cho nên cái đó là gì? Cái là biệt nghiệp, cái cảm khổ của cả nhân. Và cái này là mỗi người tự việc. Vậy cảm nghiệp đó là gì? Trong tiệm là cái môi trường sống, những người sống của chúng ta là những người mà chúng ta tiếp xúc. Ví dụ như bây giờ quý thầy cô và chúng tôi đang có biệt nghiệp và đang có trọng nghiệp. Trọng nghiệp quý thầy cô là ở trong một cái môi trường tu sĩ chẳng nhận như tôi. Nhưng mà ngoài trọng nghiệp trong tu sĩ, quý thầy cô có những việc nghĩa là quý thầy cô có những ở trong những cái chùa, có những cái chùa thầy tổ rất là quan trọng những chuyện tu học. Còn những chuyện tu thầy tổ ăn rồi là bắt đệ tử làm bánh, làm đại, cắm hoa, cắm quả để làm gì? Để tạo kinh tế cho tụ. Vâng vâng. Cho nên cái biệt nghiệp của mỗi thầy cô, biệt nghiệp của tôi đôi khi ở trong một cái trọng nghiệp là Phật giáo, nhưng mà có nhiều người phải được cái là gì, được học hành để nên chỗ, nhưng có nhiều người thì cứ mở mắt là làm việc kiểu hơn là đóng là của nhắm mắt lại là đưa đập, chỉ làm việc như gần như là những lao động, cái là biệt nghiệp trong trọng nghiệp. Cho nên ở trong cái Đức Phật dạy rất là cụ thể. Và quý thầy cô biết tôi nói là quý thầy cô cái cộng nghiệp này không phải chỉ có là cái mà đơn giản cộng nghiệp đấy, đó là cái xã hội chúng ta sống phải cộng nghiệp. Nếu một cái môi trường trong xã hội tốt thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tốt. Một cái môi trường xã hội xấu chúng ta sẽ bị xấu làm chúng ta. Là gì? Gần bực thì đen, gần đen thì ra. Ở trong những cái môi trường mà trộm cướp thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm, bị ảnh hưởng. Ở trong những môi trường mà gọi là bị xì cái mắt tử thì con cháu chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên cái môi trường cái cộng nghiệp đấy nó là môi trường là một, là gia đình của chúng ta là hai, bạn bè của chúng ta là ba, thầy tổ của chúng ta là bốn, anh em của chúng ta là năm, cha mẹ chúng ta là sáu, vân vân. Những cái gì chúng ta có cái cùng với nhau, có cùng với nhau, cái đó là cộng nghiệp. Cha mẹ mà tốt thì chúng ta sẽ có cộng nghiệp tốt. Anh em tốt chúng ta có cộng nghiệp tốt, bạn bè tốt chúng ta có cộng nghiệp tốt, thì môi trường tốt chúng ta có cộng nghiệp tốt. Cho nên cộng nghiệp này cực kỳ quan trọng. Vì thầy cô ở chung một cái phòng sống mà mọi thầy cô, thì dù bây giờ đi học thì này ở nội trú, mà quý thầy cô ở trong cái phòng mà những ông ăn rồi với ba ăn rồi mà có ngủ, ăn rồi ngủ, thì quý thầy cô thế nào được cái môi trường đó? Nhưng mà ở trong môi trường mà cả tăng ni sinh mà luôn luôn dành thời giờ để ngồi thiền, để học để là gì, để tụng kinh, thì quý thầy cô cũng bị làm sao đó, ảnh hưởng làm sao đó, khiến cho quý thầy cô căng, người gọi là gì, là tinh thần, là nỗ lực từ đó thay đổi của chúng ta. Cho nên cái người bạn tốt cũng là một cộng nghiệp, người thầy tốt cũng là một cộng nghiệp. Cho nên chọn thầy quý thầy cô biết cực kỳ quan trọng. Có một vị lên hỏi tôi, nổi tiếng lên hỏi tôi nói là quý thầy quý anh đi tu thì vậy, nhưng bây giờ cái quan trọng nhất là quý thầy quý anh phải chọn được người thầy tâm linh cộng nghiệp cực kỳ quan trọng. Nó là quyết định về vấn đề thành bại của chúng ta nhiều nhất, cũng đơn giản lắm. Dĩ nhiên là cái biệt nghiệp chúng ta là cái quyết định, nhưng mà những cái duyên cái cộng nghiệp nó sẽ tác động đến chúng ta. Do vậy bữa nay quý thầy cố nghĩ đến cộng nghiệp là nghĩ rộng hơn, chứ không phải là cộng nghiệp là cái gì mà mơ hồ. Cộng nghiệp là những người sống chung với chúng ta, những môi trường chúng ta sống, bạn bè, tất cả những cái đó, những cái duyên là tạo nên những việc làm cho chúng ta, đưa đến kết quả chung. Và trong cái kinh mà khu rừng Đức Phật phải giải thế này, có bốn cái loại khu rừng. Ngày nay ngày xưa Đức Phật gọi là khu rừng. Vì sao kinh nói là khu rừng? Vì ngày xưa tăng ni sống trong những khu rừng như gốc cây, cho nên bài kinh gần bài kinh khu rừng. Bên đây có bốn khu rừng. Ngày nay chúng ta gọi là môi trường sống.
cái ngôn ngữ của Đức Phật dạy trong kinh Tạng Nikaya là ngôn ngữ của các cái 26 thể thị. Và một vài những cái văn hóa, những cái giáo dục thời đó mà được thể hiện rõ trong kinh. Và ngày nay chúng ta giảng kinh khu rừng thì chúng ta sẽ nói là bổn nguyên môi trường sống. Và chữ môi trường này là ngày nay này nó rất là phổ biến và đang đọc động. Và cái môi trường này khi nói môi trường chúng ta hay nói cái môi trường xung quanh, đó là không khí, đó là cây cối, đó là gì, đó là những cái chuyện nước nông vân vân, đó là môi trường. Môi trường sống chúng ta ngày nay nó ô nhiễm, cái môi trường chúng ta ngày nay nó rất là độc hại. Ví dụ như ngày nay cái môi trường sống của chúng ta ở trong thành phố là bị ảnh hưởng rất nhiều thứ ngoài cái nắng này, do cái không khí nó đưa đến, ngoài cái bụi bặm khiến cho dễ dàng bị bệnh tật, ngoài những cái đông đảo khiến cho đời sống nó khó khăn. Và chúng ta có những cái môi trường mà đang bị ảnh hưởng là cái bị ảnh hưởng bởi cái âm thanh khiến cho cuộc sống nó bất an. Và cái môi trường văn hóa chúng ta bây giờ có thể có việc đang ảnh hưởng bởi những cái tin vịt, bởi những cái tin xấu, bởi những cái gì, những cái tin không đúng gọi là fake news, môi trường. Cho nên những môi trường sống là cái môi trường này là cực kỳ quan trọng, và cả nên là cái cộng nghiệp. Vì vậy quý thầy cô nhớ cái cộng nghiệp này là nó rất quan trọng cho đời sống tu tập. Trong kinh khu rừng hay là kinh môi trường sống, Đức Phật dạy có 4 cái khu rừng quý thầy cô cần phải lắng nghe. Và cái này là nó có hiện hiện ngay trong cái đời sống tăng đoàn đoàn này. Cái môi trường sống thứ nhất, Đức Phật dạy này các đệ tử, này các vị kheo ni, vị kheo tăng đoàn, có một cái ngôi chùa mà ở đó điều kiện tử sự Phật chất rất là nghèo, thiếu thốn. Ở đó là cơm ăn không đủ, áo mặc không đủ, giường chiếu ở rất là tạm bợ, rồi là thuốc men không có. Và ở đó, ở trong cái môi trường đó, người đều đã ở thì cái tâm mỗi ngày một gọi là lười biếng, mỗi ngày một khổ đau, và tâm thức không có tiến bộ gì cả trong mặt tâm linh tu tập. Thì Đức Phật nói thế này: nếu ở trong một cái ngôi chùa hay tịnh xá, tịnh thất niệm Phật được như vậy, ở đó mà việc điều kiện mà ta gọi là tứ sự đó mà thiếu thốn, rồi về mặt tâm linh mà không có tiến bộ, thì Đức Phật này bỏ ngay mà đi. Và người thầy cô đã đang ở trong những cái môi trường như vậy thì bỏ ngay mà đi, không phải là đồ, không phải là trung thành thiệt, như sư thiệt bất minh, tương biệt cả vô lượng đại. Nếu thầy mà không có tuệ thì đi tìm người khác mà tu, nếu thầy mà không có sáng suốt thì tìm người khác mà tu, đừng có bảo mà thế là thầy tôi được cuối cùng xuống điện được, thì thầy là lo chuyện của thầy mà lo chuyện của tôi, chẳng ai nói cho ai được cả. Cho nên cái ngôi môi trường đó là ngôi chùa tịnh xá, tịnh thất niệm Phật đường, mà ở đó thì ở đó chất thiếu thốn. Và thứ hai là tinh thần tu tập, nội tâm tu tập không tiền bộ, Đức Phật bỏ mà đi. Cái môi trường thứ hai, cái khu rừng thứ hai, ngôi chùa tịnh xá, tịnh thất Phật đường thứ hai, ở đó vật chất thì sung mãn, ăn uống thì đầy đủ, thuốc men thì đầy đủ, y bạc thì đầy đủ, quần áo thì đầy đủ, nhưng mà ở đó cuộc sống tu tập không có tiến bộ, tâm thức không hề đi vào trong đạo, mà chỉ có là gì, mỗi ngày mỗi đi lui, mỗi ngày bị vướng vào trong tài cho nó thực thủy. Đức Phật nói chỗ đó bỏ mà đi ngay. Vì thế con nào ở trong những môi trường đó bỏ mà đi ngay, họ vì sao là Phật dạy, dạy ở đâu, dạy trong bài kinh khu rừng trong đồng bộ. Và nhiều người đang sống trong môi trường đó. Và ở đây có những cái ở đây ngài tôi có để cái bề kính trong này này, trong này là có câu chuyện là của ngài Na Tiên, ngài là có bảy cái loại thi tú, một loại loại người xuất gia, mà bảy người loại người xuất gia này á là đi tu không phải là vì giải thoát giác ngộ đâu. Và bài cái loại xuất gia này để tôi đọc cho quý thầy cô nghe, rồi mình biết rằng là
nó để chúng tôi đọc, để chúng tôi tìm nữa. Cái loài môi cái khu rừng thứ hai, cái môi trường sống thứ hai, và khu rừng môi trường sống đó là chùa tầng thấp tầng sản nhập tầng thường. Cái môi trường thứ hai Phật bỏ mà đi ngay, đó là vật chất đầy đủ quả sống mà, nhưng mà tâm thức thì không còn được tu tập. Nhưng bây giờ quý thầy cô là đang bỏ một số là gì? Vào việc lo buổi sáng là lo việc chùa, lo làm việc chùa, lo nấu nướng là làm thế nào để hành hoảng cho nhiều rồi, hoặc là đi cắm bóng cắm hoa hoặc từ từ đó. Quý thầy cô phải nghĩ là thì phải được học, phải được nhìn nhé, phải làm việc chùa, nhưng phải được học, phải được tu, phải được làm thế nào mà tấm một ngày phải tiến bộ. Cái phần nói mở cho cái khu vực, nhưng cái môi trường đó mà bỏ đi đó là môi trường thứ hai, cái công nghiệp thứ hai. Cái công nghiệp thứ ba được phần dạy thế này, ở các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni đến tu tập ở một chỗ nào đó, mà ở đó lương thực tương đối thiếu thốn, y phục tương đối thiếu thốn, giường chiếu tương đối thiếu thốn, thuộc men tương đối thiếu thốn, nhưng mà ở tại đó quý vị được tu tập, tuệ tâm được tăng được, định tâm được tăng cường, giới tâm được tăng cường, tâm thức mỗi ngày mà tiến bộ, ở đó cố gắng mà tu tập. Đó là cái môi trường, cái cộng nghiệp thứ ba của thầy cô cần phải lại nghe được. Cái cộng nghiệp thứ tư, cái môi trường thứ tư về chùa điện đó là gì? Đó là một cái nơi mà lương mạng về vật chất tử sự cũng dường đầy sung mạng, và ở đó mỗi ngày được tu học tiến bộ trong giới, trong định, trong tuệ tâm, nên có những cái bước thăng tiến rõ ràng. Đức Phật nói họ có đập đuổi thì cũng ôm chân mà. Bởi mình đi tu là vì mục tiêu giải thoát giác ngộ, chứ không phải đi tu là vì mục tiêu tiền tài danh vọng, không phải đi tu là vì sự nổi tiếng của người thầy, không phải đi tu là bởi vì cơm áo gạo. Đó là bốn cái môi trường sống mà tôi gọi là cộng nghiệp. Đó là cộng nghiệp về môi trường, bây giờ cộng nghiệp về con người, cái cộng dạy nó bị kính nó luôn, cũng là kính khu rừng luôn. Và thầy tôi nói cái này là để thầy cô, vì biết rằng là quý thầy cô đang có một số trong này, rơi vào trong này, và như chỉ tôi. Cho nên chúng ta phải quyết định. Đến là cái cảm nghiệm là môi trường, chùa là tiền, là những cái mô tình xã hội. Bây giờ cảm nghiệm thứ hai đó là người thầy, Đức Phật dạy. Trong bề kinh khu rừng, kể đọc mà biết. Cho nên quý thầy cô thấy cách đây mà 26,600 năm những lời Phật dạy ngày nay là nó giống như là đang dạy chúng ta ngày nay. Này các tỳ kheo, nếu các ngươi đang sống chung cùng một người thầy trong cái chùa, mà ở đó tử sự cúng dường không đầy đủ, người thầy thì không hề giúp đỡ gì cho các ngươi tu tập giới định, về các ngươi không có tăng thiện tâm linh tiến bộ, thì bỏ ngay ông thầy đó mà đi dù là nữa đây. Người đang ở chỗ nào? Vì mục tiêu tu tập của chúng ta là gì? Đó là giải thoát, đó là đoàn tự, đó là đi ra khỏi sinh tử luân hồi, chẳng phải để qua ngày, không phải để được cái này cái. Vì vậy ở trong ông thầy nào mà vật chất đã đầy đủ thiếu thốn mà mình vẫn có tiền bồ trong tâm linh, Đức Phật phải bỏ mà đi ngay. Như tôi vừa nói là như sư thiện thất minh đương việc đạo lớn nào, nếu thầy mà không có sáng suốt, không có trí tuệ thì bỏ đi thầy tìm thầy cả, như thế đi tìm con đường nào. Loại cái một cái công việc thứ hai tôi tập dạy này các vị theo, nếu như gọi là các ngươi sống trong một cái quý chùa của người thầy ở đó, lương thực thực đầy đủ sung mãn không thiếu thốn, nhưng người thầy không có khả năng để dạy dỗ cho các ngươi tu tập con đường tâm linh, đi vào con đường giải thoát, thì bỏ ngay mà đi. Đó không phải là ăn phải tính sự mà cả các người từ bỏ gia đình để sống trong gia đình, tình cảm như từ bỏ cha mẹ con để đền đó. Cái người tu sự chưa như em nhau nhau chưa phải là cái điều biết Phật dạy là lý tưởng, mà chúng ta đi tu cũng phải cần giàu có, chùa to Phật lớn, chùa to Phật lớn bây giờ nhiều lắm, nhưng mà mục tiêu chúng ta tại vì đó. Môi trường thứ hai là về mặt vật chất đầy đầy sung mãn, nhưng mà tinh thần không có tiến bộ, tâm linh có tiến bộ thì bỏ ngay mà đi. Vì thế thứ ba là cảm nhận thứ ba là dạy trong cái tính môi trường đó là ở đó tài cái vật thực tử sự cũng dường có thể thiếu thốn, có thể khó khăn, có thể không đầy đủ, nhưng
Với người thầy ấy, cả với thầy tấm cặp với một ngày một an lạc, tâm một ngày một tiến bộ, giới định về một ngày một thăng tiến, thì hãy cố gắng nỗ lực để tu học, vì đó là môi trường có thể giúp cả người đạt được mục tiêu. Môi trường thứ ba, chùa nghèo, chùa thiếu thốn, chùa không đầy đủ, nhưng mà người thầy luôn luôn tạo điều kiện cho mình tu học, giới tâm định, tâm tề, tâm cùng mình luôn luôn có những bước tăng trưởng, sống trong an lạc, thì chỗ đó Đức Phật bảo cái gì? Đó, hãy sống, hãy cố gắng cầu thầy ở đó mà tu tập. Và cái trọng nghiệp kia có người thứ tư đó là ở trong một cái ngôi chùa ở đó có một người thầy. Ngôi chùa đó, cái cơ sở đó đầy đủ tự sự cũng được sung mãn. Và người thầy có khả năng giải quyết vấn đề tu học của chúng ta, giúp chúng ta tăng trưởng trong vấn đề con đường giải thoát giác ngộ, giúp chúng ta tiến bộ tâm linh. Đức Phật nói có độc thì cũng không đi, đuổi cũng không đi. Như vậy cái cần nghiệp đối với người nuôi chúng ta là cực kỳ quan trọng. Thưa quý thầy cô, vì vậy cái cần nghiệp và việc nghiệp là hai cái giáo lý mà chúng ta cần lắm phải nắm một cách rõ ràng. Nó khoa học như vậy chứ không phải là nói về cầu nghiệp nghiệp người ta không không vừa nãy tôi thấy cô biết thì cầu nghiệp nhân như thế nào, cầu nghiệp về môi trường như thế nào, cầu nghiệp về xã hội như thế nào, cầu nghiệp về con người như thế nào, bạn bè mà xấu giúp mình sẽ sẻ kiếm mình xấu là ăn cơm bạc bạc. Và tôi hỏi về quý thầy cô rằng là cái việc nghiệp nó có ảnh hưởng đến cầu nghiệp hay không, và cầu nghiệp có thể đại diện đến việc nghiệp hay không? Là có. Thì ta thường lấy lớp học chúng ta để giải thích cái chuyện này. Bây giờ cái việc nghiệp kia thôi có tác động đến người thầy cô không? Có không? Cái thân thân nghiệp của chúng tôi, cái khẩu nghiệp của chúng tôi, cái ý nghiệp của chúng tôi có tác động đến người thầy cô không? Phản hại người thầy cô không? Chắc chắn là có. Nhiều thầy cô sau khi học Phật pháp với chúng tôi, có những người thay đổi, có những người từ niềm vui trong Phật pháp, có những người trở nên lý tưởng Phật pháp. Như vậy cái địa điểm của tôi là ảnh hưởng đến cái cộng. Và trong quá trình 27 năm mà chúng tôi làm giáo dục, chúng tôi đi giảng dạy, chúng tôi cảm thấy mình cái hạnh phúc, cái may mắn đó là gì? Đó được làm tu sĩ và được may mắn là được đem cái kinh nghiệm học học của mình và tu học của mình qua cái giải pháp Đức Phật và có thể giúp đỡ cho chúng tôi thực hiện quả được, thay đổi được cái đó mà tôi sẽ hạnh phúc nhất, chứ không phải những thứ khác. Cái niềm thích lệ ác lạc của chúng tôi là chúng tôi thấy cái thầy cô có những cái thay đổi với cái sự giảng dạy. Ví dụ như một lần tôi đi dạy ở những cái nơi rất xa, Huế, Hà Nội hay là Vũng Tàu hay là Tiền Giang vân vân, và thầy Tăng Ni Sư mà cứ đến giờ dạy tâm mình lên, hôm nào mà vì việc gì đó mà không đi được thì thầy cô có vẻ là rất buồn. Tôi khi quý thầy cô việc tôi đi dạy đó là Vũng Tàu, tôi tự đi xe ra từ đó là 1:15 dạy, trong ngày khoảng 11 giờ tôi đi, có những lúc bị kẹt xe, có những xe hư đi vào mà không ra, bảo một cái là quý thầy cô vui, mà khi mà ra một cái là họ rất là vui và có nhiều nhiều đồ thay đổi. Cho nên đó là cái hạnh phúc lớn là tôi chống chạy được. Cái quan trọng là có làm được cái gì của em được kinh nghiệm, cái nghiệp việc nghiệp của mình để chi phối, để thay đổi, để là giúp đỡ cho người thầy cô. Có lọt ra ở đây đấy cũng có người đang bị ảnh hưởng đến cái việc nghiệp không? Như vậy việc nghiệp có thể ảnh hưởng đến cộng nghiệp. Việc của thầy cô đi tu, nội của thầy cô đi tu thôi, thì gia đình của thầy cô thấy ăn tháng là lành, quý cô thẳng diện cảm thấy nó là vui mừng như có người con đi tu. Đó là cái nghiệp của thầy cô, nhưng mà ảnh hưởng đến cha mẹ của thầy cô, em để ăn học của cô. Và khi thầy cô đi tu như vậy thì ở nhà mình có mình đi tu thì mình không được làm việc khác, mình không được thiền này thiền khác. Như vậy cái chuyện đi tu của thầy cô không thôi, đó là việc nghiệp đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của gia đình. Đó là việc nghiệp ảnh hưởng đến cộng nghiệp. Đấy thế nào? Việc nghiệp đến ảnh hưởng đến cộng nghiệp. Và cái cộng nghiệp ảnh hưởng đến việc nghiệp hay không? Có. Thì dù như mình ở trong một cái môi trường mà nó đầy dậy bụi bặm, nó đầy dậy dơ dãi, nó đầy dậy ồn ào, đầy dậy những cái thị phi
thì chắc chắn mình sẽ bị sống, mình sẽ trở nên phiền não, trở nên là tiêu cực, trở nên là gì, cái đó là cái ảnh hưởng của cộng, của cái cộng nghiệp nó tác động đến cái việc ở chơi với bạn bè mà bạn bè em rồi lo lắng luôn luôn đồng đội với nhau học hành với nhau và kiểu như mình đi tới cái này là cái sức mạnh của đồng cộng nghiệp nó đẩy cái điểm 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 nhưng mà trong một cái môi trường mà toàn bộ của em này người bia là ăn chơi rồi nói xấu với nhau nhau thì nó sẽ trở thành mình biến mình đang thành biến ở đó thì